cái việc mà chúng ta đang diễn giải biện luận các kết quả xét nghiệm, hay nói cách khác đơn giản hơn tức là nhận định các kết quả xét nghiệm không chính xác, và chúng ta đã đưa ra những cái biện pháp điều trị can thiệp nó có thể là không phù hợp với bệnh nhân. Vậy thì ngày hôm nay trong cái với cái góc nhìn từ một bác sĩ nội tiết thì cái bài báo cáo của tôi sẽ gồm có 3 phần. Đầu tiên là tôi xin nhắc lại một chút là về xét nghiệm hormone tuyến giáp. Thứ hai là cái phần biện luận các rối loạn chức năng tuyến giáp tương đối là rõ và nó có thể là phổ biến. Và phần thứ ba đấy là biện luận các rối loạn chức năng tuyến giáp được coi là nó không rõ nguyên nhân, tức là chúng ta thấy nó có nhiều cái điểm mà chúng ta thấy bối rối ở trên thực hành lâm sàng. Ở trong cái bài trước thì chúng ta đều biết là các anh chị chúng ta đã được nghe cái báo cáo của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quang Nam ở Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cũng xin chỉ nhắc lại, chúng ta đều biết là tuyến yên sẽ tiết ra TSH và TSH sẽ kích thích tuyến giáp tiết ra T4 và T3. Trong đó 100% T4 là do tuyến giáp sản xuất ra, nhưng T3 thì chỉ có một phần nhỏ là do tuyến giáp sản xuất ra, còn phần lớn là T3 được hình thành do T4 khử một nguyên tử iốt ở ngoại vi mà chủ yếu là gan bởi men deiotinase và tạo ra T3. Và chính là T3 mới là cái hormone chính có tác dụng lên trên các cái cơ quan. Và chúng ta cũng đều biết là trong cơ thể chúng ta thì phần lớn, nếu không nói trên 99% T4 và T3 là dạng gắn, mà chủ yếu là với globulin, một phần với lại albumin. T4 là khoảng độ 7 ngày, trong đó của T3 chỉ là vào khoảng độ 18 giờ, và tác dụng của T3 nó mạnh gấp khoảng độ hơn 3 lần so với lại T4. Và nhìn vào đây chúng ta cũng đều biết là cái trong cái hình này, chúng ta thấy trong hình đầu tiên đây là gọi là sinh lý tuyến giáp nó hoạt động bình thường, và hai cái rối loạn chức năng tuyến giáp phổ biến nhất đó là khi bệnh nhân bị suy do tổn thương, và trường hợp thứ hai đây là bệnh nhân bị cường giáp do tăng hoạt động của hormone tuyến giáp. Thì đây là hai trường hợp rất là phổ biến. Tuy nhiên thì trong thực hành lâm sàng chúng tôi gặp rất nhiều các cái bệnh nhân mà có những cái dạng mà nó thay đổi cái hoạt động cũng như thay đổi chức năng tuyến giáp nó không rõ ràng hoặc ở một mức độ nào đó và dẫn đến các lúng túng trên thực hành lâm sàng. Thì khi đó thì chúng ta sẽ phải cần đến các cái xét nghiệm, và người ta cho rằng là các xét nghiệm có thể giúp trong đánh giá phần lớn những cái bệnh cảnh lâm sàng và như cũng như là những cái thay đổi sinh hóa theo nhận định của các nhà sinh hóa của Australia. Thế trong thực hành lâm sàng chúng ta thường chỉ định các xét nghiệm gì? Thì thông thường các xét nghiệm phổ biến nhất đó là TSH và T3 và T4 tự do. Còn rất ít chúng ta sẽ chỉ định thêm T4 và T3 toàn phần. Nhưng đây là một cái lỗi mà rất nhiều các bác sĩ, đặc biệt là các bác sĩ không chuyên khoa, chúng tôi thấy là khi gửi đến kết quả cho chúng tôi thì bệnh nhân được chỉ định cả TSH, cả FT4, cả FT3, cả T3 và T4 toàn phần, dẫn đến một cái sự lãng phí và có thể bị bảo hiểm xuất toán. Hai cái xét nghiệm mà chúng ta cũng có thể làm nữa đó là cái globulin gắn với lại thyroxine hoặc là thyroglobulin. Nhưng mà tôi đã nói rồi thì chủ yếu là chúng ta chỉ cần với ba cái xét nghiệm là TSH và FT4 và một phần nào đó FT3, chúng ta có thể chẩn đoán được 90-95% các cái bệnh lý tuyến giáp. Vậy thì trong trường hợp nào chúng ta sẽ chọn lựa các cái xét nghiệm này như thế nào để cho nó chính xác? Cái xét nghiệm đầu tiên chúng ta sẽ làm là TSH. TSH sẽ được coi là một xét nghiệm nhạy và nó có tính chất gọi được coi là xét nghiệm sàng lọc, bởi vì người ta cho rằng khi TSH chỉ thay đổi 2 lần thì cái nồng độ FT4 FT4 chỉ thay đổi khoảng độ 2 lần thì T4 thể thay đổi 100 lần, và như vậy nó luôn đi trước và về sau những cái thay đổi về FT4, hay nó gọi là nhạy hơn. Và ở rất nhiều bệnh nhân thì nếu chúng ta làm mà thấy TSH chỉ bình thường thì chúng ta không cần làm thêm các xét nghiệm gì khác nữa. Tuy nhiên thì trong thực tế chúng ta thấy là vì nhiều bệnh nhân người ta đến, người ta không chỉ chờ một xét nghiệm TSH, sau đó nếu có bất thường lại làm một xét nghiệm khác, trên đa số bác sĩ lâm sàng sẽ chỉ định đồng thời cả TSH và một trong các xét nghiệm, ví dụ như là FT4 hoặc là FT3. Với hai cái xét nghiệm FT3, FT4 là hai xét nghiệm thường được chỉ định đồng thời cùng với TSH, là hai cái xét nghiệm nó giúp cho đánh giá được cái chức năng hoạt động của tuyến giáp. Tuy nhiên thì người ta thấy là trong thực hành lâm sàng cũng có một số trường hợp là chúng ta bắt buộc là phải làm đồng thời TSH và FT3 hoặc là FT4 nữa, vì một mình TSH là không. Các bệnh nhân mà có suy giáp trung ương, các bệnh nhân gọi là có các bệnh mà nặng và nó gây biến đổi đến cái kết quả xét nghiệm, người ta gọi là eutheric xanh, hoặc là thì TSH nó vẫn thấp, vì T4 tuy có giảm nhưng mà nó
của bệnh nhân vẫn thấp, chúng ta thấy là tê sát có thể chưa thay đổi mặc dù là FT4 đã thay đổi rất là nhiều. Rồi trong các trường hợp hội chứng kháng hormone tuyến giáp hoặc là u tuyến liên tiết tê sát thì năm cái trường hợp này trong cái bài báo cáo của tôi thì tôi sẽ đề cập kỹ lưỡng hơn để chúng ta thấy là tại sao cái xét nghiệm tê sát đơn thuần là không đủ. Với xét nghiệm T3 và T4 toàn phần thì thông thường T3 toàn phần hay được chỉ định hơn bởi vì nó giúp cho cái việc chẩn đoán một cái nhóm bệnh nhân, đấy là những bệnh nhân mà có test thấp, mà T4 bình thường thì chúng ta sẽ làm thêm xét nghiệm T3 vì nó đây là một trường hợp mà người ta chiếm thấy khoảng độ 5% các bệnh nhân Basedow. Basedow là cái nhóm bệnh lý cường giáp phổ biến nhất trên lâm sàng, có T4 bình thường nhưng mà T3 lại tăng, những hợp đó người ta gọi là cường giáp hoặc là nhiễm độc giáp T3. Còn cái T4 thì để chẩn đoán ban đầu thì ít, mà chủ yếu là được sử dụng để trong đánh giá các cái kết quả điều trị là chính. Thế thì với ba cái xét nghiệm là TSH, FT3 và FT4, mà thông thường là chúng ta sẽ làm TSH và FT4, thì chúng ta sẽ nhận diện được các cái ô kết quả khác nhau. Đó là một bệnh nhân được coi là bình giáp nếu như là TSH và FT4 bình thường. Còn nếu như là FT4 thấp thì xếp bệnh nhân vào nhóm suy giáp. Còn nếu như là FT4 sẽ xếp bệnh nhân. Và nếu như là FT4 cao hoặc là thấp nhưng mà FT3, FT4 mà bình thường nhưng có thay đổi tê sát thì những trường hợp đó chúng ta gọi là cái cường giáp hoặc suy giáp nhẹ, hay còn gọi là cường giáp dưới lâm sàng hoặc là suy giáp dưới lâm sàng. Chỗ này thì tôi cũng phải nói thêm một chút, một cái thuật ngữ chúng ta thường sử dụng là subclinical, chúng tôi gọi là dưới lâm sàng. Nhiều anh chị sẽ sử dụng cái thuật ngữ gọi là cận lâm sàng là không chính xác. Thưa anh chị, mặc dù là những cái trường hợp như tôi nói chúng ta có thể xếp vào các cái ô khác nhau, nhưng mà trong thực hành lâm sàng chúng ta thấy sẽ có nhiều trường hợp khó lý giải. Bởi vì tại sao? Bởi vì nó có những xét nghiệm mà nó không theo quy luật, tức là FT3, FT4 và TSH nó không thay đổi theo những cái con đường thông thường, hoặc là trong trường hợp mà bệnh nhân được chỉ định quá nhiều các xét nghiệm, ví dụ tôi nói là cả TSH, cả FT3, F4, T3, T4, hoặc là có những trường hợp lại thấy là chỉ làm TSH và FT4 hoặc TSH và FT3, trên chúng ta thấy là yếu tố ảnh hưởng kết quả xét nghiệm mà chủ yếu chúng tôi trong cái bài chúng tôi có đề cập đấy là liên quan đến các cái thuốc, và một phần Phó sư Hiền sẽ trình bày đấy là những cái tương tác của các cái kháng thể hoặc là các cái xét nghiệm khác nhau, hoặc là trong một số trường hợp chúng ta thấy cái xét nghiệm nó có thể thay đổi trước mà trên lâm sàng chúng ta chưa thấy thay đổi nhiều, và lúc đó chúng ta thấy là cái kết quả xét nghiệm có vẻ như đã ổn nhưng có thể thực tế trên lâm sàng lại thấy bệnh nhân vẫn còn có các cái triệu chứng. Thế thì vậy thì tôi sẽ chuyển sang cái phần thứ hai, đó là biện luận các rối loạn chức năng tuyến giáp thường gặp mà chúng ta thấy là nhận định tương đối dễ dàng. Thì thưa các anh chị, có thể biện luận thì chúng ta lưu ý là các kết quả xét nghiệm thông thường nó sẽ có ba, thuộc ba cái nhóm khác nhau. Thứ nhất là TSH và T4 bất thường theo hướng ngược, trong này chúng ta sẽ thấy là cái gì? Là bệnh nhân có một cái bệnh lý thật, tức là cường giáp, giáp. Còn nếu là TSH và T4 mà bất thường cùng hướng thì thường là do nguyên nhân ở bệnh nhân, căn nguyên là trung ương, mà cụ thể đây là tổn thương bệnh lý ở tuyến yên hoặc là vùng dưới đồi, hoặc là do bệnh nhân cái đang điều trị mà nó chưa đạt được cái kết quả tốt nhất như mong muốn, hoặc là do bệnh nhân có các vấn đề về tuân thủ. Còn trong một số trường hợp là chỉ thấy bất thường đơn độc là về T4 thì thường là liên quan đến các bệnh lý của globulin gắn với lại T3 hoặc là T4. Thế thì nhìn vào đây chúng ta có thể thấy đây là một cái hình trong cái bài của Hội Tuyến Giáp Hoa Kỳ, thì các kết quả xét nghiệm dễ diễn giải đó là chúng ta có thể gặp cường giáp và suy giáp. Suy giáp chúng ta có thể gặp suy giáp gọi là tiên phát, tức là tổn thương tại tuyến giáp, hoặc là suy giáp thứ phát hay còn gọi là suy giáp trung ương do tổn thương tại tuyến yên, thì đấy là những trường hợp mà phổ biến. Thế thì cái kiểu mà kết quả xét nghiệm đầu tiên mà chúng ta sẽ gặp đấy là bệnh nhân có TSH tăng và FT4 thấp, tức là hai cái xuống ngược chiều với nhau mà những người tôi nói rồi, thì đây chắc chắn là một trường hợp bệnh lý rất rõ ràng, và đây điển hình đây là một trường hợp mà suy giáp tiên phát, người ta gọi là suy giáp tiên phát, tức là do tổn thương tại tuyến giáp. Và nguyên tuyến nhất chúng ta sẽ phải xem đấy là viêm tuyến giáp mạn tính Hashimoto, hoặc là do điều trị
Và điều trị thì chủ yếu là hai nguyên nhân do điều trị. Thứ nhất là cắt tuyến giáp do bệnh nhân có thể là ung thư hoặc biếu nhân hoặc basodo, hoặc là bệnh nhân điều trị iốt phóng xạ. Thì điều trị iốt phóng xạ chúng ta đều biết là hay chỉ định cho những bệnh nhân basodo mà nó không đáp ứng với điều trị bằng nội khoa hoặc là tái phát. Hoặc là trong một số trường hợp mà bệnh nhân ở các cái vùng núi cao bị thiếu iốt hoặc là do dùng thuốc. Thế thì trong trường hợp này bao giờ chúng ta cũng sẽ phải khám lâm sàng, làm siêu âm tuyến giáp để chúng ta xem là tuyến giáp có bị cắt hay là bị teo hay không, hay là có tuyến giáp lạc chỗ hay không. Và cái xét nghiệm mà kháng thể chúng ta sẽ làm sàng lọc đầu tiên chúng ta sẽ làm thông thường là kháng thể anti-TPO. Và chúng ta cũng đều biết là trong thực hành nếu các anh chị gặp một cái bệnh nhân nữ lớn tuổi mà có suy giáp dù nặng hay nhẹ thì cái đầu tiên chúng ta sẽ phải làm cái kháng thể anti-TPO. Và nếu anti-TPO tức là anti-thyroid peroxidase mà nó cao, chúng ta sẽ nghĩ đấy là viêm giáp mạn tính Hashimoto. Và những trường hợp này thì đều có chỉ định điều trị bằng ET4 tức là levothyrox. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ phải lưu ý là một số bệnh nhân mà suy giáp thứ phát, tức là những bệnh nhân mà có thể do u tuyến yên, thì chúng ta lại thấy là tê sát của bệnh nhân thể tăng nhẹ. Thông thường chúng ta đều thấy là nếu suy giáp trung ương thì tê sát của bệnh nhân phải thấp, nhưng một số trường hợp người ta thấy do biến đổi cái cấu trúc của tê sát trên tê sát của bệnh nhân có thể là thông thường là nhưng cũng có thể bình thường, hoặc một số trường hợp lại thấy tăng nhẹ và có thể bị lẫn. Tuy nhiên trường hợp này người ta thấy thường cái mức độ tăng sẽ ở dưới 10 micro đơn vị. Trường hợp thứ hai đấy là chúng ta thấy tê sát tăng và FT4 bình thường, chúng tôi gọi một cái thuật ngữ gọi là suy giáp dưới lâm sàng hay còn gọi là suy giáp nhẹ. Những trường hợp này chúng ta cũng có thể bệnh nhân có thể do các nguyên nhân như ở phần trước, tức là phổ biến là viêm giáp mạn tính Hashimoto hoặc là do điều trị. Và những trường hợp này thì thông thường người ta sẽ khuyến cáo là chúng ta sẽ làm lại FT4 và chúng ta sẽ làm thêm cái kháng thể anti-TPO trước khi chúng ta sẽ quyết định điều trị. Tuy nhiên thì có một cái nhóm bệnh nhân nữa chúng ta cũng sẽ phải để ý, đấy là bệnh nhân có thể là sau giai đoạn phục hồi ở những cái bệnh nhân mà bị các bệnh nặng nguy kịch hay nằm ở các cái bệnh nhân mà nằm ở khu hồi sức đi ra thì cũng có thể có kết quả xét nghiệm như thế này. Rồi những bệnh nhân có hội chứng kháng hormone tuyến giáp, và lưu ý chúng ta cũng lưu ý là ở một số người bình thường người ta cũng có thể có tê sát tăng nhẹ dưới 7 được coi là bình thường, đặc biệt là những người lớn tuổi. Thế thì đây là chúng ta sẽ xem xét một cái nghiên cứu ở Hàn Quốc trên một số lượng bệnh nhân rất là lớn, thì chúng ta sẽ thấy là cái nồng độ tê sát, ví dụ ở đây một cái số liệu của trung tâm y khoa Asan ở Hàn Quốc, thì người ta sẽ thấy cái tê sát trung vị là 2,38 và tê sát nó có thể thay đổi từ 0,72 cho đến khoảng độ 7,8, đúng không ạ? 7,8, và cái giới hạn cho phép bình thường người ta lấy có thể đến 7,06, tức là những trường hợp mà chúng ta thấy tê sát của bệnh nhân có thể cao nhưng mà thông thường chỉ vào khoảng độ đến 7 đến 8, nó có thể gặp ở những người lớn tuổi. Và khái niệm lớn tuổi trong các nghiên cứu thì đều lấy cái mức tuổi tức là trên 65, một số nghiên cứu thì lấy cái lứa tuổi là trên 70. Câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta gặp những trường hợp mà làm lại bệnh nhân chúng ta vẫn thấy FT4 bình thường và tê sát tăng, được coi là chẩn đoán có suy giáp dưới lâm sàng thì có điều trị hay không? Thì theo khuyến cáo của Hội tuyến giáp Hoa Kỳ và Hội tuyến giáp Hàn Quốc, chúng tôi lấy cái khuyến cáo của Hội tuyến giáp Hàn Quốc vì nó phù hợp với cái người châu Á chúng ta hơn, thì người ta thấy là nếu như là bệnh nhân có FT4 bình thường mà tê sát lớn hơn 6,8 thì chúng ta sẽ lên kiểm tra lại nồng độ tê sát và cái kháng thể anti-TPO lần nữa. Nếu nó đúng đúng như thế thì sẽ cân nhắc theo cái lứa tuổi của bệnh nhân. Nếu những bệnh nhân mà dưới 70 tuổi mà tê sát nó tăng nhẹ mà dưới 10 thì chúng ta chỉ nên theo dõi, nhưng nếu nó trên 10 thì chúng ta sẽ quyết định là điều trị bằng levothyroxine, đặc biệt trong những trường hợp mà chúng ta tim mạch này có thể là hậu quả của cái tình trạng suy giáp. Tuy nhiên nhấn mạnh với các bạn là trong trường hợp này chúng ta chỉ điều trị liều thấp. Thông thường thì chúng ta có thể cho levothyrox 50 microgram một nửa viên một ngày. Ở thế giới thì có viên 25, chúng ta có viên 50, chúng ta sẽ bắt đầu bằng nửa viên một ngày. Mặc dù rất nhiều các khuyến cáo có thể bắt đầu bằng liều 50, nhưng người Việt Nam chúng ta thì chúng tôi khuyến cáo chúng ta người nhỏ hơn vì cái liều hormone tuyến giáp sẽ cho theo cân nặng, trên chúng ta sẽ bắt đầu bằng 25 microgram một ngày. Với những bệnh nhân trên 70 tuổi thì chúng ta sẽ phải thận trọng hơn. Nếu tê sát dưới 10 thì chúng ta không nên điều trị, còn nếu tê sát mà trên 10 thì chúng ta sẽ cân nhắc điều trị. Trong những trường hợp mà chúng ta thấy xu hướng là cái tê sát của bệnh nhân tăng lên, bệnh nhân có kháng thể anti-TPO dương tính, bệnh nhân có biếu cổ, bệnh nhân đã có tiền sử cắt tuyến giáp rồi, và theo cái khuyến cáo của Hội Nội tiết Lâm sàng Hoa Kỳ thì tất cả những bệnh nhân nữ trong độ tuổi sinh đẻ mong muốn có thai mà có suy giáp dưới lâm sàng thì chúng ta đều nên điều trị bằng hormone tuyến giáp để đảm bảo cái kết cục thai nghén của bệnh nhân được tốt. Cái kiểu hình thứ ba mà chúng ta cũng rất hay gặp đó là sát giảm và
hoặc FT4 tăng. Thì chỗ này chúng ta phải phân biệt hai cái thuật ngữ. Đầu tiên thuật ngữ đấy là nhiễm độc giáp. Nhiễm độc giáp là tình trạng bệnh nhân có các biểu hiện lâm sàng. Ví dụ chúng ta thấy là bệnh nhân có nhịp tim nhanh, gầy và nồng độ FT3, FT4 tăng lên trong máu, thì tất cả trường hợp đó chúng ta được coi là nhiễm độc giáp. Tuy nhiên nhiễm độc giáp thì có rất là nhiều nguyên nhân, và có một nhóm nguyên nhân chúng ta phải quan tâm, người ta gọi là cường giáp. Cường giáp cũng là tình trạng nhiễm độc giáp có tăng FT3, FT4 trong máu, nhưng nguyên nhân người ta nhấn mạnh là phải do tuyến giáp tăng tổng hợp và tiết hormone kéo dài. Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta sẽ thấy là chúng ta phân biệt hai trường hợp này. Nếu là cường giáp thì chúng ta sẽ điều trị, còn rất nhiều trường hợp nhiễm độc giáp mà không phải cường giáp thì chúng ta sẽ không điều trị. Và như vậy chúng ta sẽ thấy là cái cường giáp nó chỉ chiếm một phần nhỏ trong số các bệnh nhân mà có nhiễm độc giáp mà thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ xem xét là nếu bệnh nhân cường giáp thì nguyên nhân phổ biến nhất là basodo, thì rất là quen thuộc với các anh chị ở trong cả lâm sàng và xét nghiệm rồi. Một cái nhóm bệnh nhân thứ hai đấy là biếu đơn hoặc đa nhân độc tuyến giáp. Lưu ý các anh chị là biếu đơn nhân độc thì thường hay gặp ở tuổi trẻ, còn đa nhân thì hay gặp ở lớn tuổi. Và những bệnh nhân này thường cái mức độ cường giáp, tức là mức độ tăng FT4 sẽ ít hơn so với lại basodo. Tuy nhiên chính vì cái tình trạng bệnh nhân tăng ít và kéo dài trong một thời gian và hay gặp ở bệnh nhân lớn tuổi, trên bệnh nhân rất hay có kèm theo các biến chứng tim mạch, ví dụ như là rung nhĩ hoặc là suy tim. Có một cái nhóm thứ hai đó là bệnh nhân cũng có tăng FT3, FT4 và TSH giảm và được coi là nhiễm độc giáp nhưng không phải do cường giáp. Thì hai cái nhóm bệnh nhân mà chúng tôi gặp phổ biến đấy là viêm tuyến giáp bán cấp và điều trị levothyroxine quá liều. Chúng ta đều biết là tuyến giáp nó gần như là một cái nhà máy, nó sản xuất ra nhưng đồng thời nó là một cái nhà kho, tức là các hormone tuyến giáp được sản xuất ra nó sẽ không được tống hết ngay vào trong máu và nó dự trữ một phần ở trong chính tuyến giáp. Trên khi bệnh nhân bị viêm tuyến giáp bán cấp thì nó sẽ giải phóng ồ ạt các hormone tuyến giáp ra trong máu và nồng độ FT3, FT4 chúng ta có thể sẽ thấy tăng lên. Và những trường hợp đó chúng ta sẽ không điều trị cái tình trạng nhiễm độc giáp này, bởi vì là chính khi đó là cái tuyến giáp của bệnh nhân đang bị tổn thương. Mà nếu chúng ta điều trị, ví dụ như chúng ta cho thuốc kháng giáp trạng tổng hợp, chúng ta sẽ đẩy bệnh nhân vào tình trạng suy giáp nặng sau đó. Cái trường hợp điều trị levothyrox quá liều thì chúng tôi vẫn hay gặp ở một số các bác sĩ, nhất là các bác sĩ không phải là bác sĩ chuyên khoa nội tiết. Và trong thực hành các anh chị gặp một cái bệnh nhân có biếu nhân tuyến giáp và chúng ta sẽ theo một cái thói quen từ xa xưa, đó là sẽ kê cho bệnh nhân dùng levothyroxine. Và một thời gian sau bệnh nhân đến trong tình trạng là có nhiễm độc giáp và xét nghiệm cũng thấy có cái biến đổi FT3, FT4 tăng. Thế trong trường hợp này chúng ta sẽ làm cái gì? Thì nếu chúng ta vì là các nguyên nhân cường giáp phổ biến hơn, trên chúng ta sẽ làm các xét nghiệm để loại trừ các nguyên nhân cường giáp. Cụ thể đây là phổ biến nhất là basodo, vì trong cường giáp thì basodo chiếm khoảng độ trên 80%. Thì chúng ta sẽ làm hai cái xét nghiệm, hoặc là TRAB, tức là kháng thể kháng thủ thể TSH, hoặc TSI, mà chắc là trong cái bài khác chúng tôi sẽ đề cập, thì trong phạm vi ngày hôm nay không đề cập đến. Thì đây là hai kháng thể tương đối, tôi nhấn mạnh là tương đối đặc hiệu cho bệnh cường giáp do basodo. Và nếu cái kháng thể này mà tăng lên thì chúng ta cho phép chẩn đoán là basodo. Còn nếu mà không, nó không tăng thì chúng ta phải đi tìm các nguyên nhân khác. Và trong đó ví dụ như là một nguyên nhân là biếu đơn hoặc đa nhân độc, và chúng đó chúng ta có thể làm xạ hình tuyến giáp với lại technetium 99 hoặc là iốt 131 hoặc là iốt 123. Bây giờ trường hợp thứ tư đấy là nếu TSH giảm và FT3, FT4 bình thường thì cũng rơi vào một cái ô chúng ta gọi là cường giáp dưới lâm sàng. Cường giáp dưới lâm sàng và những nguyên nhân cũng có thể là giống như trường hợp cường giáp thực sự, cường giáp rõ, đó là basodo, đó có thể là bệnh nhân bị biếu đơn hoặc là đa nhân độc. Và cũng một cái nhóm đấy là bệnh nhân điều trị bằng levothyroxine cho những trường hợp biếu nhân tuyến giáp, hoặc là những bệnh nhân điều trị cường giáp trong tháng đầu, tôi sẽ nói ở slide sau. Và trong thực hành lâm sàng chúng ta cũng phải để ý đó là cái nhóm bệnh nhân dùng glucocorticoid liều cao. Bởi vì tại sao? Bởi vì trong thực tế Việt Nam chúng ta các bệnh nhân bị viêm nhiễm và tự dùng corticoid rất nhiều, cho nên là khi đến làm xét nghiệm thì chúng ta sẽ thấy làm xét nghiệm bất thường, thấy bệnh nhân có thể TSH giảm, bởi vì glucocorticoid liều cao có thể ức chế TRH và dẫn đến làm giảm TSH. Và người ta thấy ngay với cái liều dexamethasone chỉ từ 0,5mg hoặc prednisolone là 30mg thôi thì đã có thể gây ức chế được, làm thay đổi cái nồng độ TSH rồi, nên chúng ta sẽ lưu ý. Và những trường hợp như thế này chúng ta cũng cân nhắc làm lại các xét nghiệm sau khoảng độ 6 tuần để chúng ta sẽ quyết định là có điều trị hay không. Thế với những trường hợp cường giáp dưới lâm sàng thì Hội Nội tiết Hoa Kỳ năm 2011 thì đưa ra cái khuyến cáo, đó là người ta chia ra hai cái mức độ, và với cái mức thấp của TSH được coi bình thường là TSH bằng 0,5 micro đơn vị trên lít. Và nếu TSH ở cái mức từ 0,1 trên 0,5 thì phần lớn các trường hợp là chúng ta sẽ không điều trị, chúng ta chỉ có thể là theo dõi thôi. Nhưng nếu TSH ở mức thấp hơn
Dưới 0,1, tức là cái mức mà tê sát giảm nhiều, chúng ta sẽ cân nhắc điều trị trong những trường hợp bệnh nhân lớn hơn 60 tuổi hoặc là bệnh nhân dưới 60 tuổi kèm theo có loãng xương hoặc là có suy tim. Bởi vì cái tình trạng mà cường giáp mà tê sát giảm nhiều như thế này thì nó có thể là nguyên nhân gây ra các bệnh lý về tim mạch, ví dụ loạn nhịp suy tim, hoặc là gây ra loãng xương, hoặc là những bệnh nhân mà có các cái triệu chứng của cường giáp thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc điều trị. Thì đây là một cái trường hợp mà trong thực hành lâm sàng chúng tôi cũng hay gặp, và đôi khi là các bác sĩ sinh hóa cũng gọi điện cho chúng tôi hỏi. Bởi vì chúng ta sẽ thấy là với những cái bệnh nhân mà được điều trị bằng thuốc kháng tràng tổng hợp thì trong những cái tuần đầu tiên chúng ta sẽ thấy là cái gì? Là FT4 của bệnh nhân không giảm mà lại tăng lên. Bởi vì như vậy tôi nói, tuyến giáp là cái kho trên, mặc dù là tuyến giáp giảm sản xuất rồi nhưng mà nồng độ hormone ở trong cái nang giáp trên là chúng ta thấy FT4 của nhân xuống tăng lên sẽ giảm. Nhưng chúng ta ngay cái phần đầu tôi có nói là nếu FT4 của bệnh nhân còn cao thì sẽ ức chế. Trên chúng ta thấy là FT4 của bệnh nhân sẽ tương đối về bình thường, thấp rồi mà T thấp, và thông thường người ta thấy trong 3 tháng đầu thì cái TSH của bệnh nhân vẫn xuống thấp. Và như vậy nếu bệnh nhân mà cường giáp, đặc biệt là các bệnh nhân Basedow mà chúng ta điều trị trong những tháng đầu thì chỉ cần chỉ định xét nghiệm FT4 mà không cần làm tế sát cũng được. Thế thì qua các nghiên cứu người ta sẽ thấy là khi FT4 hoặc T4 về bình thường thì chỉ 20% bệnh nhân có tế sát nó về bình thường mà thôi. Và thậm chí có những bệnh nhân mà T3, T4 về bình thường 3 tháng trăm bệnh nhân vẫn ở tế sát mức thấp. Và có một cái nhóm bệnh nhân tôi thấy ở trong thực hành lâm sàng, các bác sĩ lâm sàng chúng tôi rất đau đầu. Đấy là cái nhóm bệnh nhân mà tế sát nó không của bệnh nhân đã về bình thường, thậm chí thấp hơn bình thường vài tháng rồi mà cái tê sát của bệnh nhân vẫn thấp. Và những trường hợp đó chúng tôi phải đưa ra quyết định khá là ngược đời, đó là FT4 bệnh nhân rất thấp rồi nhưng mà cái liều kháng tràng tổng hợp, ví dụ như là thiozone hoặc PTU, lại phải tăng cái liều lên. Một cái nhóm thứ năm đấy là tê sát tăng và T3 T4 hoặc FT4 cũng tăng lên. Thì đây là một cái nhóm mà tương đối là hiếm gặp. Và nguyên nhân đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến đấy là các bệnh nhân cường giáp trung ương. Đó là u tuyến yên nó tiết tế sát. Những trường hợp này cực kỳ hiếm. Trong vòng khoảng độ 30 năm hành nghề chúng tôi gặp khoảng độ 10 ca, tức là khoảng độ trung bình 1 năm đến 2 năm chúng tôi gặp 1 ca. Trường hợp này chúng ta sẽ phải dựa vào lâm sàng xem bệnh nhân có tình trạng cường giáp rõ hay không, và chúng ta có thể chụp cái tuyến yên. Thì các bạn cũng đều biết đây là trường hợp khá là hiếm ở trên lâm sàng. Muốn lưu ý những trường hợp này chúng ta chụp tuyến yên, chúng ta bắt buộc phải chụp cộng hưởng từ và có tiềm thuốc cản quang. Một cái nhóm thứ hai đấy là bệnh nhân suy giáp tiên phát mà bệnh nhân tuân thủ không tốt. Đấy là cái gì? Đây ví dụ chúng ta sẽ thấy đó là cái nhóm bệnh nhân, đây là những cái nguyên nhân mà các bệnh nhân đang điều trị suy giáp thì có thể người ta cái kết quả điều trị không mong muốn. Đấy là bệnh nhân hay nhóm gặp nhất, đấy là bệnh nhân dùng các cái thuốc, ví dụ là canxi sắt, hoặc là bệnh nhân dùng PPI, hoặc là bệnh nhân tuân thủ không kém, chứ điều trị một thời gian có thể liều rất cao rồi mà không đạt được cái mục tiêu tế sát. Trên là chúng ta sẽ thấy là tê sát của bệnh nhân vẫn tăng, tức là cái suy giáp bình thường. Nhưng chúng ta cũng lại thấy FT3, FT4 tăng là vì tại sao? Hay gặp ở cái nhóm bệnh nhân mà quên uống thuốc hoặc uống thuốc không đều, và trước khi đi khám một tuần thì bắt đầu sợ, trên là có thể uống nhiều thuốc gấp đôi. Là chúng ta thấy trong uống thuốc tăng liều trong một thời gian ngắn và trước đó tuân thủ không đều, trên tê sát của bệnh nhân vẫn cao và cái FT3, FT4 tăng cao, một phần có thể vì lý do bệnh nhân tăng cái liều lên. Và trong trường hợp đó chúng tôi sẽ làm cái test đánh giá hấp thu level thyroxine nhân. Một cái nhóm thứ hai mà tuy ít gặp nhưng mà cũng đôi khi gây ra bối rối và thường các bác sĩ tuyến trước hay gửi đến chúng tôi, đấy là hội chứng kháng hormone tuyến giáp. Thì kháng hormone tuyến giáp đây là tức là các cái thụ thể ngoại vi nó kháng với hormone tuyến giáp. Và như vậy thì các cái mô nó vẫn thiếu, cho nên nó sẽ báo lên là vẫn thiếu. Và ta sẽ thấy là tê sát của bệnh nhân, chế feedback sẽ tăng lên và sẽ kích thích tuyến giáp của bệnh nhân, sẽ tăng sản xuất T3, T4. Và xét nghiệm chúng ta sẽ bệnh nhân làm xét nghiệm thì chúng ta sẽ thấy bệnh nhân T3, T4 của bệnh nhân vẫn thường xuyên cao mức cho phép, và cái tê sát của bệnh nhân thông thường hay gặp ở các cái bệnh nhi và đến trong cái bệnh cảnh của bệnh nhân là có tình trạng gọi là kích động cường giao cảm không rõ ràng. Cái nhóm thứ 6 mà chúng ta gặp đấy là các bệnh 4 cũng thấp, thì trường hợp này là cùng chiều thì chắc chắn là như phần chúng tôi nói rồi, chắc chắn là suy ương. Thế thì suy giáp trung ương thì nguyên nhân tổn thương là tại tuyến dưới đồi, phổ biến nhất là tuyến yên, thì có thể nguyên nhân là
ép, hoặc là các bệnh nhân phẫu thuật, hoặc là các bệnh nhân bị đột quỵ, chấn thương sọ não, hoặc là những bệnh nhân bị viêm màng não. Thì với những bệnh nhân mà khi chẩn đoán suy giáp trung ương có ba cái việc là chúng ta sẽ phải làm để đoán. Thứ nhất là xem chịu ở mắt hay không. Thứ hai là vì tuyến bệnh nhân không chỉ có suy giáp mà có thể suy rất nhiều các cái tuyến khác nữa, và chúng ta sẽ phải đặc biệt chú ý đến cái tuyến thượng thận, bởi vì cái tuyến thượng thận có học mạng cortisol trước ít nhất 3 ngày chúng ta mới được phép cho hormone tuyến giáp. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái hormone tuyến giáp nó sẽ thúc đẩy làm tăng giáng hóa của hydrocortisol và thúc đẩy bệnh nhân xuất hiện cái suy thượng thận cấp. Và trong trường hợp này cái mục tiêu điều trị chúng ta xét nghiệm chúng ta lại phải theo dõi bằng FT4 mà không theo dõi bằng T-sat, vì T-sat của bệnh nhân sẽ thường xuyên thấp và cái mục tiêu là T-sat ở mức trên của bình thường. Bây giờ tôi sẽ đi sang một cái nhóm một số trường hợp các biện luận các rối loạn chức năng tuyến đầu, và chỉ những bác sĩ mà giỏi thì chúng ta mới có thể biện luận được các kết quả. Cái đầu tiên trong trường hợp này chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến là nguyên do thuốc. Khi xét nghiệm chức năng tuyến giáp nó thấy không phù hợp hoặc không giải thích được thông thường thì có hai cái thuốc mà chúng ta đã rất là quen thuộc rồi, đó là amiodarone. Amiodarone có thể gây cả suy giáp và nhiễm độc giáp. Ngoài ra một cái thuốc chúng ta cũng thấy là biotin. Biotin có thể coi là thuốc hoặc thực phẩm chức năng vì được sử dụng trong làm đẹp rất là nhiều. Nó có thể gây tăng FT4, FT3 và có thể giảm thể xác. Và một cái thuốc mà chúng tôi vừa đề cập ở phần trên đấy chính là corticoid, cũng là một cái thuốc mà nó có thể ảnh hưởng đến các kết quả xét nghiệm. Tôi sẽ nói qua một chút về những cái thuốc mà điều trị ung thư. Đây là một cái nhóm thuốc khá là mới, sau khi các nhà khoa học Nhật giành được cái giải thưởng Nobel thì các thuốc điều hòa ức chế miễn dịch bắt đầu được sử dụng trong rất nhiều các loại ung thư, và đặc biệt là các thuốc điều hòa miễn dịch ức chế điểm immune checkpoint inhibitor, ví dụ như là Keytruda chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy đây là những thuốc nó làm thay đổi miễn dịch và làm gây ra một loạt các cái phản ứng gây ra một cái gọi là phản ứng. Cạnh đó một cái nhóm thuốc ví dụ như là thiazine kinase inhibitor chẳng hạn thì cũng là thuốc có thể gây ra tổn thương của các cái tuyến giáp, và thông thường nó sẽ diễn biến qua pha đầu tiên, đấy là bệnh nhân bị viêm tuyến giáp và gây ra tình trạng nhiễm độc giáp, nồng độ hormone tuyến giáp tăng lên, và sau đó về lâu dài bệnh nhân sẽ dẫn đến là có tình trạng suy giáp vĩnh viễn. Thế thì Hội Nội tiết Lâm sàng Hoa Kỳ năm 2022 cho thấy là những trường hợp mà dùng các thuốc điều hòa miễn dịch ở trong các bệnh nhân mà ung thư ấy, thì thường là sẽ gây ra viêm tuyến giáp phá hủy trên, đầu tiên sẽ gây ra nhiễm độc giáp và sau đó sẽ dẫn đến là bệnh nhân sẽ bị viêm tuyến giáp. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp sẽ bị cường giáp kiểu azido, và những trường hợp này thông thường là sẽ xuất hiện khá là sớm, có thể trong vòng một vài tháng đầu tiên và điều trị, và trong hợp đó chúng ta sẽ phải làm xét nghiệm không chỉ FT4 T-sat mà chúng ta sẽ phải làm thêm các cái kháng thể TSA hoặc TRAb để chúng ta phân biệt nguyên nhân có thể là bệnh nhân cái nhiễm độc giáp, FT4 T-sat, FT4, FT3 tăng, TSH giảm là do viêm tuyến giáp hay là bệnh nhân bị cường giáp. Và thông thường những trường hợp này thì vì là viêm tuyến giáp trên, chúng ta cũng giống như các trường bệnh nhân mà viêm tuyến giáp bán cấp, chúng ta chỉ điều trị triệu chứng bằng chẹn beta, và lâu dài chúng ta sẽ phải điều trị bù hormone tuyến giáp vì lâu dài bệnh nhân sẽ bị suy giáp. Một cái nhóm mà bệnh nhân ở các bệnh nhân hồi sức tích cực cũng rất là đau đầu cho các bác sĩ thực hành lâm sàng, đó là những bệnh nhân ở hồi sức sau đó khi làm xét nghiệm thì sẽ thấy có biến đổi của xét nghiệm hormone. Cụ thể đây tôi sẽ nêu trường hợp một bệnh nhân nam 52 tuổi có đái đường, tăng huyết áp, COPD, vào viện vì tắc ruột, thủng ruột, sốc nhiễm khuẩn kéo dài, xuất hiện tắc mạch phổi, ngừng thở phải đặt nội khí quản thở máy, sau đó xuất hiện viêm phổi thở máy, bệnh nhân phải dùng vận mạch và corticoid. Xét nghiệm về huyết động thì thấy bình thường, nhưng ta thấy xét nghiệm TSH của bệnh nhân giảm, FT4 của bệnh nhân sẽ giảm và T3 của bệnh nhân cũng giảm, tức là thấy ba trường hợp đều giảm. Thì những trường hợp này thông thường chúng ta sẽ nghĩ đến đây là bệnh nhân có suy giáp trung ương. Nhưng mà những trường hợp này người ta gọi là non-teres inis hoặc là euteres syndrome, tức là những trường hợp mà có biến đổi kết quả xét nghiệm hormone tuyến giáp ở một cái người mà có tuyến giáp hoàn toàn bình thường, euteres, và nguyên nhân liên quan vấn đề là bệnh nhân có những cái thay đổi. Và chủ yếu đây chúng ta sẽ thấy là trong cơ thể chúng ta, khi lúc ấy trong phần đầu tôi có nói T4 sẽ chuyển thành T3 hoặc RT3 dưới tác dụng của các men deiodinase tip 1, tip 2 hoặc là tip 3. Thế và ở những cái bệnh nhân mà bị các bệnh lý nặng nằm trong khu hồi sức
nó sẽ có giảm hoạt tính D1 và D2, dẫn đến là chúng ta sẽ thấy cái gì? Là các bệnh nhân có T3 của bệnh nhân sẽ bị giảm. Ngược lại thì nó sẽ tăng cái hoạt tính của D3, chứ nó sẽ tăng chuyển thành RT3, tức là một cái T3 mà không có tác dụng. Và hậu quả ở đây chúng ta sẽ thấy là ở tùy mức độ bệnh nhẹ, bệnh trung bình hoặc bệnh nặng. Và thông thường là nếu chúng ta được mời hội chẩn ở bệnh nhân ở cái giai đoạn bệnh nặng, chúng ta sẽ thấy bệnh nhân có TSH giảm, FT4 giảm, T4 toàn phần cũng giảm, T3 vẫn giảm. Và những trường hợp này chúng ta sẽ đổ cho là bệnh nhân bị suy giáp trung ương, và nhiều bệnh nhân được cho điều trị. Nhưng chính cái việc điều trị có thể lại thúc đẩy bệnh nặng lên, bởi vì người ta cho rằng là cái việc giảm T3 này là một cái phản ứng bảo vệ. Bởi vì khi T3 giảm sẽ làm giảm cái chuyển hóa, và để bảo vệ năng lượng, bảo tồn cái chức năng của các cơ quan cho các bệnh nhân, thì chúng ta sẽ phải cố gắng nhận định một cái nhóm cuối cùng. Đấy là cái nhóm bệnh nhân mà có T4 hoặc T3 cao hoặc là thấp bất thường, chủ yếu liên quan đến vấn đề là bệnh lý của các gắn với lại của các globulin, gắn với lại các hormone. Thì ví dụ nếu tăng gắn thì hoặc là có thể giảm gắn thì nó có thể dẫn đến thay đổi cái T4 hoặc T3. Mà hay gặp đấy là thông thường là các bệnh nhân dùng thuốc, đặc biệt là các thuốc tránh thai có estrogen, hoặc là các bệnh nhân mà bị nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, hoặc là các bệnh nhân mà bị HIV. Ví dụ các bệnh nhân dùng corticoid liều cao, hoặc là hội chứng thận hư, hoặc là acromegaly to đầu chi, hoặc là một số các bệnh lý về mặt di truyền. Thưa anh chị, như vậy chúng ta sẽ thấy là đứng trước một cái bệnh nhân mà chúng ta sẽ làm xét nghiệm thì bao giờ cũng thế, chúng ta sẽ làm xét nghiệm TSH đầu tiên. Và nếu FT4 mà hoặc T4 là tăng thì chúng ta, nếu TSH tăng thì chúng ta sẽ làm tiếp xét nghiệm FT4 hoặc là T4 toàn phần. Và nếu chúng ta sẽ thấy là FT4 hoặc là T4 toàn phần mà giảm, chúng ta sẽ nghĩ đến là suy giáp. Còn nếu là bình thường thì chúng ta sẽ cho rằng là suy giáp dưới lâm sàng. Còn nếu mà chúng ta thấy T4 mà tăng thì chúng ta nghĩ đến là bệnh nhân bị cường giáp do nguyên nhân trung ương. Ngược lại, nếu như là ở các bệnh nhân mà TSH giảm, chúng ta cũng sẽ làm FT4 hoặc là T4. Và nếu mà thấy FT4 mà và T4 mà giảm thì chúng ta nghĩ đến nhiều là suy giáp trung ương. Còn nếu mà tăng thì chúng ta nghĩ đến là các bệnh nhân mà bị nhiễm độc giáp, phổ biến nhất là bệnh nhân Bajedo. Ngoài ra, nếu chúng ta thấy TSH mà giảm nhưng T4 bình thường, chúng ta hồi đến các bệnh cường giáp dưới lâm sàng, cường giáp dưới lâm sàng. Như vậy thì cái cách tiếp cận ở trong thực hành lâm sàng đối với cá nhân tôi nghĩ là, thì chúng ta sẽ thấy là các mẫu xét nghiệm chúng ta có thể biện luận được phù hợp và đúng như chúng ta mong đợi. Còn trong trường hợp chúng tôi vẫn nói các bạn xét nghiệm, chúng ta phải dự kiến kết quả nó là A, và nếu là A thì tiếp, còn nó không là A, nó lại là B hay là C, thì chúng ta sẽ phải làm cái gì? Đó là chúng ta sẽ phải nhìn lại trên lâm sàng, chúng ta xem tuổi của bệnh nhân, xem ở những cái lứa tuổi đặc biệt, như đang thời kỳ sơ sinh hay cao tuổi hay không, hay là bệnh nhân có đang mang thai hay không, hay là bệnh nhân có đang điều trị, ví dụ như là thuốc đang điều trị levothyrox, hay ngược lại lại điều trị các thuốc là kháng chặn tổng hợp cho các bệnh nhân cường giáp hay không, hay là bệnh nhân có bị các bệnh lý khác, dùng thuốc khác, đặc biệt là amiodarone điều trị loạn nhịp tim, corticoid, hoặc là các bệnh nhân đang dùng thuốc vận mạch hay không, hay là bệnh nhân đang có bệnh lý nặng ngoài tuyến giáp hay không. Và sau đó chúng ta sẽ làm là hướng đến bệnh nhân là bị cường giáp, suy giáp hay bình giáp, và chúng ta sẽ có thể cân nhắc làm lại cái xét nghiệm. Và sau đó chúng ta cũng cần phải phối hợp một bước, đấy là phối hợp ví dụ với Phó Sư Hiền ở đây để xem loại trừ các cái yếu tố nhiễu xét nghiệm, chúng ta có hội chẩn lại và dựa theo các cái gọi là các cái ngưỡng ở bình thường, các cái phòng lab, và để cuối cùng chúng ta đi đến kết luận là xem bệnh nhân bị cái bệnh gì và có phải nằm ở trong cái nhóm bệnh lý hiếm gặp hay không. Và nếu các bệnh lý hiếm gặp thì trong hợp này các bạn nên chuyển đến cho các bác sĩ chuyên khoa nội tiết chúng tôi. Như vậy thì thưa các anh chị, qua cái bài báo cáo của tôi thì có 4 cái thông điệp chính. Đầu tiên chúng ta phải thấy là rối loạn chức năng tuyến giáp là phổ biến trong thực hành lâm sàng. Tôi có nói rồi, đấy là bệnh lý nội tiết phổ biến nhất, và nó có những hậu quả đáng kể, đặc biệt những trường hợp mà có suy giáp hoặc cường giáp rõ. Và cái thông điệp thứ hai đó là thông thường là để chẩn đoán chính xác thì chúng ta có thể bệnh lý, chúng ta có thể làm các xét nghiệm TSH, FT3, FT4, và các bộ ba xét nghiệm này chẩn đoán 90 đến 95% các bệnh lý tuyến giáp, nhưng với một điều kiện là phải làm ở các phòng xét nghiệm mà đảm bảo được chất lượng. Và tí nữa chắc các thầy cô sinh hóa sẽ cho biết như thế nào là các cái phòng xét nghiệm chính xác, đúng không ạ? Vì các dấu hiệu và các triệu chứng của bệnh có thể rất khó hoặc không có hối bệnh nhân, nhất là giai đoạn sớm, hoặc là cái bệnh nhân bị bệnh nặng, hoặc là yếu tố nhiễu nhiều, dùng nhiều thuốc chẳng hạn, thì cái vai trò xét nghiệm là cực kỳ quan trọng. Cái thứ ba đó là vai trò của các bác sĩ lâm sàng, chúng ta phải hiểu bệnh cảnh lâm sàng cũng như là các cái cơ chế về mặt sinh hóa để diễn giải kết quả, để chẩn đoán chính xác các cái bệnh lý tuyến giáp.
Và sau đó chúng ta sẽ phải dựa thêm cái thông điệp thứ tư, bắt buộc phải dựa thêm trên các cái sơ đồ, các cái guideline, vì đây chính là tổng kết của các chuyên gia, của các nghiên cứu, đúng không ạ? Và nếu chúng ta sẽ đi theo các guideline, chúng ta sẽ giải quyết được phần lớn, và những trường hợp đặc biệt thì khi đó chúng ta sẽ phải quay trở lại xem xét các bối cảnh lâm sàng, đánh giá các kết quả xét nghiệm chính xác hay không, các yếu tố nhiễu, các yếu tố bệnh lý như thế nào, và chúng ta cũng cần phải làm các xét nghiệm mà để đảm bảo chính xác cần phải xét nghiệm tuyến giáp trên cùng một hệ thống. Thì cái này là cái mà chúng ta thấy bắt buộc là một điều kiện để có thể đảm bảo được chúng ta diễn giải các kết quả chính xác. Bài báo cáo của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn chú ý lắng nghe của các quý vị đại biểu. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Bảy vì bài trình bày có rất nhiều những thông tin hữu ích, đúng không ạ? Và các quý học viên của chúng ta, mọi người có thể đặt câu hỏi trong khung hình Q&A, và lát nữa thôi chúng ta sẽ đến với phiên thảo luận để có thể được trả lời tất cả những câu hỏi đến từ các quý báo cáo viên của chúng ta. Và ngay sau đây, xin mời chúng ta sẽ đến với bài báo cáo số 2 với tiêu đề xét nghiệm đánh giá chức năng tuyến giáp, những cạm bẫy kỹ thuật cần biết. Và với bài báo cáo này thì em xin được kính mời phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Hiền, xin kính mời. Xin được gửi lời cảm ơn các quý thầy cô, các anh chị đồng nghiệp mà đã chú ý theo dõi cái buổi bà thảo hội thẳng thảo ngày hôm nay. Và thực sự là sau khi nghe bài báo cáo của thầy Bảy thì thực sự một cái bài báo cáo cực kỳ tâm huyết. Tôi cũng quên mất là mình sẽ trình bày cái gì vì một cái bài báo cáo quá là hay ạ. Và cũng như là thầy Bảy cũng đã nói đấy, các cái chuẩn đoán về tuyến giáp thì 90% chúng ta dựa vào các cái xét nghiệm cận lâm sàng. Và có lẽ là bây giờ thì mình sẽ đổi cận lâm sàng là cần lâm sàng, bởi vì các cái xét nghiệm đã cung cấp cho các cái nhà lâm sàng những cái đường hướng chuẩn đoán đúng. Và muốn là chuẩn đoán đúng thì chắc chắn rằng là chúng ta phải có những cái kết quả xét nghiệm mà chúng ta cho là đúng. Vì mặc dù rằng là không thể nào mà chúng ta loại bỏ hết 100% các cái yếu tố nhiễu, nhưng mà nếu như đối với các cái phòng xét nghiệm, chúng ta có cái sự tham khảo, có cái sự đánh giá, có cái sự hiểu biết về các cái yếu tố gây nhiễu, hay như chúng tôi nói là những cái cạm bẫy đấy, cái cạm bẫy kỹ thuật, để thì chúng ta sẽ có thể khắc phục được phần nào những cái mà nó gây nhiễu cho cái xét nghiệm. Thì không phải xét nghiệm tuyến giáp mà còn cho tất cả những cái xét nghiệm khác. Thế thì trong cái phần trình bày ngày hôm nay tôi cũng trình bày 3 phần thôi. Thứ nhất là các cái xét nghiệm về chức năng tuyến giáp. Phần thứ hai là những vấn đề dẫn đến sự không phù hợp lâm sàng. Và phần thứ ba là một số lưu ý trong thực hành xét nghiệm chức năng tuyến giáp. Thế thì tôi không nhắc lại cái phần mà thầy Bảy vừa nói về cái chuyển hóa của hormone tuyến giáp nữa, vì đi qua phần này cho nhanh. Tuyến giáp thì ảnh hưởng đến nhiều mô và cơ quan, thì kể cả cường hay suy giáp thì nó cũng đều ảnh hưởng đến từ não, lim, thận, gan, đường ruột và hệ thống sinh sản. Chính vì vậy một cái bệnh lý hormone nội tiết hay gặp và ảnh hưởng đến rất nhiều cơ quan, cho nên cái việc chuẩn đoán sớm, điều trị sớm và có cái các cái xét nghiệm có thể theo dõi điều trị để đánh giá cái kết quả điều trị thì rất là cần thiết. Thế thì sự khác biệt giữa T3 và T4 thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự tiết T3 là khoảng 30 microgram một ngày, còn T4 là khoảng 80 microgram một ngày. Và như nguồn thì T3 sẽ chiếm 20 đến 25%, còn 70 đến 80% là bởi sự chuyển đổi từ T4, còn T4 thì 100% chỉ bởi tuyến giáp. Và chu kỳ bán hủy của T3 là 1 ngày và chu kỳ bán hủy của T4 là 7 ngày. Vì sao chúng ta quan tâm cả đến cái chu kỳ bán hủy? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái xét nghiệm nó sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái chu kỳ bán hủy. Và hoạt tính thì đương nhiên là T3 sẽ mạnh hơn T4 gấp 3-4 lần rồi. Và còn khi mà liên kết ở dạng tự do thì T3 sẽ chiếm 0,2% và T4 sẽ chiếm 0,05%. Thế thì các cái xét nghiệm chức năng tuyến giáp thì gồm các cái xét nghiệm hormone như là TSH, T3, T4, free T3, free T4, các cái xét nghiệm kháng thể như anti-TG, anti-TG, anti-TPO, còn các một xét nghiệm khác nữa để đánh giá ung thư, đấy là calcitonin và TG. Thế thì tầm quan trọng và thách thức của việc diễn giải các kết quả xét nghiệm như thế nào thì chúng ta sẽ liên quan đến cái tần suất đo lường cao và các cái diễn giải kỹ thuật. Thì người ta thấy rằng là khoảng 1 đến 10% các cái mẫu xét nghiệm thì yêu cầu theo dõi và giải thích đặc biệt. Thì như thầy Bảy cũng vừa nói đấy ạ.
thì có rất nhiều các cái trường hợp mà kết quả xét nghiệm sẽ không phù hợp với các cái tình trạng lâm sàng, không phù hợp với chẩn đoán lâm sàng. Và lúc đấy thì chúng ta cần phải có sự trao đổi với bác sĩ lâm sàng. Và thứ hai, nó đánh giá cái khả năng phục hồi sau điều trị. Thì như chúng ta cũng thấy, trong những cái bệnh lý nặng thì nó sẽ có những trong cái giai đoạn, trong những cái giai đoạn phục hồi, nó có những cái sự biến đổi của hormone tuyến giáp mà không phải là bệnh lý tuyến giáp. Và thứ ba nữa là các cái kết quả không nhất quán từ các cái phương pháp khác nhau nên yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật về lâm sàng nhiều hơn. Thì ngoài ra thì cái sự phức tạp của các cái yếu tố ảnh hưởng như là về tuổi, giới, tình trạng sinh lý, các yếu tố bệnh lý và các cái yếu tố phân tích, tiền phân tích, nó cũng ảnh hưởng đến các cái kết quả xét nghiệm. Thế thì các cái điểm cần nhớ khi có kết quả xét nghiệm bất thường là gì? Thì chúng ta có cái câu hỏi phải giải thích khi các cái xét nghiệm chức năng tuyến giáp bất thường. Thứ nhất, đấy là kết quả có phù hợp với kết quả lâm sàng không? Với chẩn đoán lâm sàng không? Thứ hai là kết quả có điển hình cho một bệnh tuyến giáp cụ thể nào không? Thứ ba là các loại thuốc nào có thể giải thích cho các kết quả trái ngược? Và các yếu tố gây nhiễu sinh lý hoặc bệnh lý nào? Và xem xét việc sử dụng các xét nghiệm bổ sung, ví dụ như là anti-TBO hoặc TRAB, hoặc là xem xét nhiễu, các cái yếu tố nhiễu xét nghiệm trong các cái hội chứng tuyến yên hoặc tuyến giáp, hoặc là các cái yếu tố di truyền. Thế thì những cái vấn đề dẫn đến sự không phù hợp lâm sàng thì tôi xin trình bày. Thứ nhất là cái thời gian lấy mẫu có ảnh hưởng đến kết quả về chức năng tuyến giáp hay không? Hai là có cần phải nhịn ăn để kiểm tra chức năng tuyến giáp không? Và việc dùng thuốc tuyến giáp trước khi lấy mẫu thì sao? Và các hướng dẫn lâm sàng về đánh giá chức năng tuyến giáp hoặc hướng dẫn để xét nghiệm, để đo FT4 và không nhấn mạnh đến thời điểm lấy mẫu hoặc tình trạng nhịn ăn. Hay nói một cách khác là rất nhiều khuyến cáo và rất nhiều các cái phòng xét nghiệm đưa ra cái xét nghiệm tuyến giáp chẳng hạn có thể lấy bất kỳ lúc nào cũng được. Và như vậy thì nó có ảnh hưởng đến cái kết quả xét nghiệm hay không? Thế thì tôi xin phân tích như sau. Thứ nhất là cái sự thay đổi TSH huyết thanh theo chu kỳ sinh học, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là ở mức TSH cho thấy sự thay đổi đáng kể trong ngày. Từ ví dụ như ở 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng thì chúng ta sẽ thấy là nó lượng TSH nó sẽ thấp hơn, và sau đó nồng độ tương đối ổn định và nó sẽ xuống thấp hơn, thấp nhất vào cái cuối buổi chiều, và đến lúc tối đến 12 giờ đêm thì nó sẽ tăng lên. Và nó sẽ tăng lên. Điều này dẫn đến rằng là khi mà chúng ta sẽ thấy là để xét nghiệm tuyến giáp, hormone tuyến giáp đúng thì chúng ta sẽ phải theo cái chu kỳ sinh học. Nếu như chúng ta đã lấy bệnh nhân đang kiểm tra vào buổi sáng thì chúng ta thường là chúng ta sẽ lấy cùng một thời điểm. Hoặc là nếu như chúng ở những cái bệnh nhân mà chúng ta muốn theo dõi vào buổi tối thì chúng ta sẽ phải theo dõi cùng một thời điểm. Và cái chu kỳ xảy ra ở cả nam và nữ. Cả nam và nữ. Sao cái này nó cứ... Mặc dù rằng là cái nồng độ TSH ở nam thì cao hơn ở ban đêm, nhưng mà cái chu kỳ sinh học này cả nam và nữ cũng đều như nhau. Và có sự thay đổi vào giấc ngủ thì chúng ta sẽ thấy rằng là TSH này, nếu như chúng ta bị mất ngủ hoặc là cái giấc ngủ của chúng ta sẽ không đạt được đúng như hàng ngày, thì chúng ta sẽ thấy là các cái nghiên cứu người ta đã chỉ ra rằng TSH đạt ở mức cao hơn trong đêm thiếu ngủ đầu tiên so với mức ban đầu. Và ở đây thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều các cái thầy thuốc mà chúng ta phải đi trực đêm, nó cũng sẽ bị cao hơn. Thế chính vì thế là khi mà chúng ta muốn làm xét nghiệm đúng ạ, thì chúng ta cũng cần phải tư vấn cho người bệnh là ở cái tình trạng tốt nhất hoặc là tình trạng ngủ đầy đủ thì nó tránh các cái yếu tố nhiễu. Ở đây là một cái nghiên cứu ở 52 phụ nữ không mang thai, thì người ta đã làm ở ngày thứ nhất. Ở ngày thứ nhất thì người ta làm xét nghiệm vào 8 giờ. 8 giờ đến 10 giờ sáng ở tình trạng đói. Sau 2 giờ thì người ta xét nghiệm lại. Và ngày thứ hai thì người ta cũng xét nghiệm 8 giờ ở tình trạng đói, và sau 2 giờ thì người ta xét nghiệm ở tình trạng sau ăn. Thì người ta sẽ thấy rằng là ở những cái tình trạng đói không ảnh, đây ở delta 1 là cái thời gian mà trừ đi ở tình trạng ngày thứ nhất là đói dài, và tình trạng ở delta 2 là ngày thứ hai mà tình trạng có ăn, thì người ta thấy rằng là cái tình trạng đói dài và ngày sau ăn thì không ảnh hưởng,
không có sự khác biệt. Nhưng mà có sự khác biệt ở thời gian lấy mẫu. Thời gian lấy mẫu sau 2 giờ có sự khác biệt. Và điều đấy, người ta thấy rằng là người ta kết luận là thời điểm lấy mẫu bất kể lượng ăn nạp vào đều có ảnh hưởng đến giá trị TSH, và điều này cần được xem xét khi đưa ra quyết định về tình trạng suy giáp dưới lâm sàng. Thế thì để tránh cái việc xác định sai giá trị TSH là bất thường thì chúng ta phải sẽ xây dựng một cái khoảng tham chiếu TSH là cần thiết và phải tính đến độ tuổi của đối tượng và thời điểm trong ngày lấy mẫu. Ví dụ như người ta thấy rằng là TSH là 7,5 millimol trên lít thường được coi là cao và chỉ ra tình trạng suy giáp dưới lâm sàng. Tuy nhiên nếu mẫu được lấy ở một phụ nữ 80 tuổi vào lúc nửa đêm thì TSH lại là 7,5 millimol trên lít và nó nằm trong cái phạm vi tham chiếu 95% để thực tế là bình thường. Và chính vì vậy là cái việc mà lấy mẫu và cái lứa tuổi đánh giá cái khoảng tham chiếu theo lứa tuổi là rất quan trọng. Và mặc dù là nồng độ TSH trung bình tăng theo tuổi và nhịp sinh học và có sự tham gia tăng tiết TSH về đêm, nhưng mà cái việc TSH thay đổi các cái hoạt cái giá trị sinh học của nó thay đổi theo ngày thì không nó ở tất cả các lứa tuổi. Và thời gian theo đồng hồ thì không phải lúc nào cũng tương ứng với cái tình trạng sinh học, đặc biệt là những người làm việc theo ca hoặc bị lệch múi giờ hoặc rối loạn giấc ngủ. Ví dụ như là những cái người mà người ta thường là người ta sẽ phải làm ca đêm thì cái lượng mà TSH sẽ bị có những cái thay đổi. Nếu như người ta lại quay lại với cái chế độ là không làm ca đêm nữa thì cái lượng TSH ở cái thời điểm mà thay giao giữa cái làm ca đêm và không làm ca đêm thì nó cũng sẽ thay đổi. Hoặc là uống thuốc chẳng hạn, nồng độ T4 và FT4 trong huyết thanh đạt đỉnh sau 2 đến 4 giờ uống thuốc thì chúng ta cũng thấy rằng là khi chúng ta biết được cái nồng độ này thì chúng ta sẽ thấy là việc mà mình lấy mẫu rất là quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta sẽ phải hỏi bệnh nhân là có dùng thuốc không và dùng thuốc gì. Và vì vậy nên lấy mẫu máu T4 và được thực hiện trước khi dùng bất kỳ một cái loại thuốc tuyến giáp nào. Thế tuy nhiên thì cái này thì mình cũng sẽ đưa ra một vấn đề là nếu như bệnh nhân đang điều trị và bệnh nhân vẫn đang uống thuốc thì chúng ta sẽ phải xét nghiệm ở cái thời điểm là bệnh nhân đang uống thuốc. Sau đó nếu như có cái sự bất thường về mặt lâm sàng thì chúng ta sẽ yêu cầu cùng với cả tham khảo cùng với bác sĩ lâm sàng, chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân dừng uống thuốc để chúng ta đánh giá ở cái thời điểm uống thuốc và thời điểm không uống thuốc thì chúng ta đánh giá được cho có một cái kết quả đúng. Và cái đề xuất trong cái để đảm bảo cho cái xét nghiệm này, thứ nhất là phải nhịn ăn trước 3 giờ trước khi lấy mẫu và phải theo dõi nồng độ TSH ở mỗi bệnh nhân vào cùng một thời điểm và cùng một hoàn cảnh. Và để đo hormone tuyến giáp thì nên lấy mẫu máu trước khi dùng thuốc hormone. Thế thì ngoài ra thì có một vấn đề nữa là chúng ta sẽ thấy rằng tuổi và các cái giá trị tham chiếu hoặc các tình trạng sinh lý có thể ảnh hưởng đến các cái chức năng tuyến giáp như thế nào, các cái tình trạng tiêm chủng, truyền máu, bệnh tự miễn, vân vân.
cái việc mà quay lại chúng ta đánh giá là cái ảnh hưởng của thuốc này, nhiều khi nó chỉ khi mà chúng ta đưa ra cái kết quả nó không phù hợp lâm sàng, và lúc đấy thì chúng ta lại phải quay lại để chúng ta xem là bệnh nhân có dùng cái thuốc này không. Và có thể là những cái thuốc mới bệnh nhân đang dùng, và đặc biệt là bây giờ khi chúng ta dùng các cái thực phẩm chức năng ấy cũng khá là nhiều, và bản thân chúng ta cũng không thể biết được chắc chắn là cái thuốc này có ảnh hưởng hay không, thì khi chúng ta thấy có nghi ngờ thì chúng ta nên cho người bệnh dừng thuốc để chúng ta tiếp tục kiểm tra lại để đánh giá cái sự chính xác. Và có cái sự các cái yếu tố ảnh hưởng đến quá trình biến đổi T3, T4 thì chúng ta thấy là các cái bệnh lý về gan, hoặc có sự mất cân bằng về hệ thực vật đường ruột, hoặc là cái sự căng thẳng, hoặc một số loại thuốc và các cái cytokine gây viêm. Và các cái yếu tố ảnh hưởng đến FT3 và FT4 dẫn đến là việc cái sự tăng và giảm FT3 và FT4 nó sẽ không đi đồng hành với nhau. Thứ nhất là các cái huyết thanh bất thường, hoặc là các cái rối loạn albumin máu, hoặc là các cái kháng thể T4 nội sinh, và một số các cái thuốc vân vân. Đây là chúng tôi cũng đưa lên trong các cái ví dụ như là ở bệnh nhân mang thai, hoặc viêm gan B, hoặc là một số thuốc thì nó lại làm tăng cái T4. Thế và trong khi việc giảm albumin hoặc là một số thuốc thì lại làm giảm. Và một số các cái hội chứng là bình, tức là sau cái thời gian hồi phục, thì lúc nãy thầy Bảy cũng đã nói rồi thì tôi cũng không nhắc lại nữa, là đặc biệt những cái thời gian là sau các cái bệnh nặng hoặc những sau bệnh nhân hồi sức thì có những cái bất thường về các cái hormone, mặc dù là cái tuyến giáp của họ là bình thường. Thì cái đề xuất là cần có những cái thông tin về tình hình sử dụng thuốc của bệnh nhân để diễn giải kết quả xét nghiệm phù hợp, và xem xét tình trạng toàn thân hoặc các cái bệnh lý cấp tính kèm theo, và tránh bỏ sót hoặc là điều trị quá mức. Thế thì một cái phần nó rất là quan trọng, vì tôi nghĩ rằng cái này nó liên quan rất nhiều đến phòng xét nghiệm, đấy là khoảng tham chiếu. Lựa chọn cái khoảng tham chiếu nó sẽ quyết định trong cái việc mà chúng ta đánh giá là có bệnh hoặc không có bệnh. Và khoảng tham chiếu thì chúng ta sẽ thấy là thay đổi ở trẻ sơ sinh, trẻ em, người cao tuổi, và những thay đổi về sinh lý khi mang thai, thậm chí là trong cái quá trình mang thai ở những 3 tháng đầu, 3 tháng giữa, 3 tháng cuối cũng khác nhau, hoặc là cái việc dùng thuốc. Thế thì dẫn đến rằng là gì? Chúng ta phải xây dựng khoảng tham chiếu cho một nhóm dân số cụ thể. Ở trên này thì tôi cũng đưa ra một cái nghiên cứu ở Trung Quốc, thì người ta sẽ phân tích rằng là như này. Ở trên trong các cái giai đoạn thai kỳ thì người ta sẽ thấy rằng là TSH thì phân tích tổng hợp cho thấy rằng là giá trị giới hạn trên của TSH ở phụ nữ ở trong giai đoạn đầu mang thai đấy, thì sẽ có sự khác biệt ở cái giai đoạn thứ 2 và giai đoạn thứ 3. Tương tự như vậy, FT4 cũng vậy. Thì ở giai đoạn đầu mang thai thì khá là cao, sau đó thì sẽ giảm ở các cái giai đoạn thứ 2 và 3 tháng cuối thì sẽ giảm hơn. Và đây cũng thấy rằng là cái hormone tuyến giáp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cũng, thì chúng ta cũng thấy rằng là cái khoảng tham chiếu nó cũng không rất là khác biệt. Thế thì đây, ảnh hưởng của TSH đối với dân số cao tuổi ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng là như thầy Bảy cũng trình bày ở trên đấy ạ, là cái hormone tuyến giáp này ảnh hưởng đến tuổi. Thì trong một cái khảo sát của Hoa Kỳ thì cho thấy là cứ tăng 10 năm ở độ tuổi 40 thì giới hạn trên của người bình thường TSH sẽ tăng từ 0,2 đến 0,3 millimol trên lít. Thì hướng dẫn của CLSI cũng xây về cái xác định cái khoảng tham chiếu thì chúng ta sẽ thấy rằng là khuyến cáo xây dựng khoảng tham chiếu ở bách phân vị thứ 95 tốt hơn. Đây chúng ta sẽ thấy là cái khoảng tham chiếu, khi chúng ta xây dựng khoảng tham chiếu ở bách phân vị thứ 95, đây chúng ta sẽ thấy rằng là ở từ 2,5
đến 97,5 hoặc chúng sử dụng các cái khoảng tham chiếu ở bách phân vị thứ 99. Thì như vậy chúng ta, nếu như chúng ta sử dụng cái khoảng bách phân vị thứ 95 thì chúng ta sẽ có năm đối tượng ở mức thấp dưới ngưỡng phát hiện và sẽ có 5 đối tượng ở mức cao. Còn nếu như chúng ta sử dụng cái bách phân vị thứ 99 thì chúng ta sẽ chỉ có một đối tượng thôi. Một đối tượng cao mà chúng ta không phát hiện được và một đối tượng thấp chúng ta không phát hiện được. Đây trên này tôi cũng thể hiện lại cái chúng ta sẽ thấy là nếu như chúng ta sử dụng bách phân vị thứ 95 thì chúng ta sẽ có 5 kết quả dưới khoảng tham chiếu và 5 kết quả trên khoảng tham chiếu. Còn nếu như chúng ta sử dụng bách phân vị thứ 99 thì chúng ta sẽ có 2 kết quả dưới khoảng tham chiếu và 2 kết quả trên khoảng tham chiếu. Và như vậy thì ta sẽ bỏ sót đấy. Nếu như chúng ta dùng bách phân vị thứ 95 thì thay cho bách phân vị thì chúng ta dùng bách phân vị thứ 99 mà chúng ta không dùng bách phân vị thứ 95 thì chúng ta sẽ bỏ sót 2 người trên đây mà chúng ta không phát hiện được. Thế thì riêng cái khoảng tham chiếu này nó cũng sẽ khác nhau ở các hãng cung cấp. Thế và trên cái thực hành lâm sàng thì chúng tôi thấy cũng gặp một số cái trường hợp như này. Chúng ta khi mà chúng ta lại hết hóa chất vì chúng ta làm TSH, FT4, T3 vân vân thì bình thường chúng ta đang làm ở trên một cái hệ thống máy A, nhưng khi chúng ta hết hóa chất hoặc do chúng ta đấu thầu không được, hoặc là chúng ta bị một cái lô hóa chất này chúng ta gần hết hạn, chúng ta cần phải chạy lại, thì chúng ta sẽ có những trường hợp chúng ta lại sử dụng TSH ở một máy và T3 ở một máy, và hoặc FT4 chúng ta sử dụng ở một máy khác. Thì cái này trong thực hành lâm sàng chúng tôi cũng gặp nhiều rồi. Và đôi khi cái việc mà chúng ta sử dụng ở trên các cái hệ thống khác nhau thì nó sẽ dẫn đến là khi các cái khoảng tham chiếu nó khác nhau sẽ dẫn đến cái việc mà đôi khi chúng ta sẽ không thể giải thích được những cái trường hợp bất thường. Và cái bất thường đấy nó là do trong cái quá trình chúng ta thực hành mà chúng ta không sử dụng trên ngoài việc là chúng ta nên làm cùng một thời điểm và chúng ta nên làm cùng một hệ thống thì để chúng ta có thể đánh giá được và một cái kết quả nó chính xác. Ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng là một cái đề xuất về các cái khoảng tham chiếu. Thì yêu cầu các cái khoảng tham chiếu thì chúng ta sẽ phải yêu cầu cung cấp thông tin về khoảng tham chiếu đặc hiệu và cần xác nhận các cái khoảng tham chiếu đặc trưng. Đây là các hãng phải cung cấp cho chúng ta và tham khảo các cái khoảng tham chiếu của các nhóm dân số tương đồng. Ngoài ra thì xây dựng khoảng tham chiếu cho phòng xét nghiệm thì đây là những cái phòng xét nghiệm đạt ISO là chúng ta cũng phải xác nhận lại cái khoảng tham chiếu. Thì ngoài các yếu tố gây nhiễu trong cái xét nghiệm thì của chúng ta, tôi xin được phân tích tiếp. Thứ nhất là các cái ảnh hưởng đến các cái xét nghiệm tuyến giáp. Thứ nhất là các cái kháng thể có ái lực loài. Thứ hai là các cái macro TSH thì như thầy Bảy đã nói trên rồi ạ. Ngoài ra thì chúng ta có cái tự kháng thể kháng tuyến giáp. Thì cái này thực sự là cũng rất khó để chúng ta có thể phát hiện được, bởi vì là với những cái phương pháp thông thường bây giờ chúng ta cũng không thể xác định được là có bao nhiêu tự kháng thể kháng tuyến giáp. Thế thì tự kháng thể kháng tuyến giáp thì thường là chúng ta phải phụ thuộc vào các cái công ty. Khi người ta cung cấp các cái kháng thể, người ta hạn chế được bao gồm các cái kháng thể T3 và kháng thể T4 thì có thể tồn tại trong cơ thể hàng tháng đến hàng năm. Thì tôi cũng gặp, mà không biết là thầy Bảy có kinh nghiệm, vì trước cái lần tiêm phòng COVID ấy, thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều một số các cái trường hợp mà có cái hình có tăng TSH hoặc là có hiện tượng là cường giáp. Mà tôi nghĩ là cái này nó có liên quan đến các cái kháng thể sau khi tiêm vaccine. Và thứ hai là những người dương tính với các cái kháng thể kháng tuyến giáp thì có tỷ lệ dương tính với với TG và hoặc là TP anti TPO. Và khi có cái kháng thể kháng tuyến giáp như là kháng thể kháng T3, kháng thể kháng T4 thì các tự kháng thể có thể liên kết với cả các cái chất phân tích được xét nghiệm và các cái chất đánh dấu, do đó nó ảnh hưởng đến các cái nồng độ. Và thứ tư là ít phổ biến hơn trong cộng đồng nói chung thì các cái kháng thể kháng tuyến giáp
ở những cái bệnh nhân mắc các cái bệnh tự miễn. Thì đây là những cái nhóm bệnh mà khi mà chúng ta thấy có cái sự bất thường về các cái xét nghiệm thì chúng ta có thể tìm hiểu những cái nguyên nhân nó có thể nó là một cái có sinh cái tự kháng thể kháng tuyến giáp. Ngoài ra các cái kháng thể dự ái thì tôi cũng xin trình bày qua thì Bảy lúc này cũng đã nói tôi. Các cái kháng thể dự ái là các cái globulin miễn dịch được kích thích bởi các cái kháng nguyên đã được biết hoặc chưa được biết trong cơ thể và có thể liên kết với các cái globulin miễn dịch của nhiều loài, và kháng thể dự ái hoặc kháng thể chuột, kháng thể kháng động vật ở người, vân vân, hoặc là các cái yếu tố dạng thấp. Và phương pháp bắt cặn là các cái kháng thể kép có thể xác suất gây nhiễu TH cao hơn so với T3 và T4. Và tỷ lệ kháng thể dị ái nhiễm vào các cái xét nghiệm TSH là vào khoảng 0,4%. Cái con số này trông thì nó là nhỏ nhưng mà tính trên bệnh nhân thì cũng khá, nếu như chúng ta làm càng nhiều thì chúng ta sẽ gặp các cái bệnh nhân này càng nhiều. Và chủ yếu là do dương tính giả sau khi là bị nhiễu. Và trong một số các cái báo cáo, các cái trường hợp nhiễu từ năm 1981 đến năm 2016 thì có 41 trường hợp là TH tăng và 10 trường hợp FT4 và FT3 tăng. Ở đây, trên đây là các cái hình ảnh kháng thể dị ái theo loài và nó sẽ phụ thuộc vào dân số, tỷ lệ dân số. Ngoài ra còn có TH phân tử lớn thì như chúng ta đã biết ở trên ạ, thì hormone kích thích tuyến giáp là các cái cao phân tử hay chúng ta gọi là các cái macro TSH là một cái phức hợp cao phân tử được hình thành bởi TSH và globulin miễn dịch kháng với TSH. Thì chúng ta thấy rằng là ở đây cái trọng lượng phân tử nó sẽ cao hơn, và khi TSH là một phân tử nhỏ nó dễ dàng được lọc qua thận, và khi TSH có kháng thể tạo thành phức hợp miễn dịch đại phân tử thì độ thanh thải TSH ở thận giảm đáng kể và nó dẫn đến cái nồng độ TSH tăng cao. Và tỷ lệ này gặp trong 0,6 đến 1,6% dân số. Thì chúng ta cũng thấy rằng là đây cũng là một cái yếu tố gây nhiễu, nhưng mà thực chất ra chúng ta cũng không, hiện tại chúng ta cũng không thể có cái phương pháp nào chúng ta biết nó là yếu tố gây nhiễu, nhưng mà để có cái phương pháp nào để loại bỏ nó thì cũng chưa có cái phương pháp nào cả. Và cái hướng xử lý tiếp theo đối với các cái trường hợp này thì chúng ta sẽ thấy là dùng các cái sắc khí lọc hay là kết tủa vân vân. Thì như chúng ta cũng thấy đấy là những cái phương pháp này là công nghệ rất là đắt tiền. Và tôi cũng biết là có lẽ là cũng chưa có cái phòng xét nghiệm nào để chúng ta thực hiện để loại những cái này, vấn đề này. Vì chưa thấy phòng xét nghiệm nào Việt Nam, tí nữa thầy Trân không biết là thầy Trân có biết không để có cái các cái xử lý cái bằng cái macro TSH này. Một cái nữa là mà chúng ta hay dùng á thì là chúng ta pha loãng. Pha loãng, nếu như chúng ta gặp thì chúng ta pha loãng, thì tuy nhiên là cái độ nhạy của cái phương pháp pha loãng này thì nó cũng không cao. Vì chúng ta pha loãng theo thứ tự nồng độ mẫu từ 1/4, 2, 1/4, 1/8 so với nồng độ ban đầu. Và khi có sự nhiễu của kháng thể nội sinh thì kết quả xét nghiệm pha loãng thì không tuyến tính. Thì đấy cũng là một cái cách mà hiện nay các cái phòng xét nghiệm chúng tôi thực hiện trong những cái trường hợp mà có cái sự bất thường mà chúng tôi nghi ngờ do cái nhiễu của macro TSH. Và một vấn đề nữa là những yếu tố gây nhiễu được ghi nhận gần đây thì chúng ta thấy là có hội chứng Allen-Herndon-Dudley, thì chúng ta sẽ thấy là có cái sự đột biến gen vận chuyển monocarboxylase 8 thì nó cần thiết cho sự vận chuyển hormone tuyến giáp vào các cái tế bào khác nhau, hoặc là các cái bệnh đột biến thụ thể tuyến giáp alpha, hoặc là các bệnh thiếu hụt enzyme. Thì đây là những cái bệnh cũng hiếm gặp. Và một số lưu ý trong cái thực hành xét nghiệm chức năng tuyến giáp thì thứ nhất là chúng ta cần phải tối ưu hóa liên tục các cái hiệu suất của thuốc thử. Và thứ hai là chú ý đến các cái thông tin báo cáo về kết quả. Bởi vì thực ra là các cái yếu tố gây nhiễu này chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như chúng ta truy cập thường xuyên thì chúng ta sẽ thấy là thỉnh thoảng chúng ta sẽ có những cái bài báo và người ta nói là về vấn đề này, cái thuốc này, hoặc về cái gây nhiễu của cái vấn đề này, thì chúng ta nốt lại. Vì có thể là chính là trong cái quá trình chúng ta thực hành xét nghiệm chúng ta sẽ gặp. Và ngoài ra thì giao tiếp giữa phòng xét nghiệm và lâm sàng thì là cái này rất cần thiết rồi. Và vấn đề thứ tư nữa là hỗ trợ cung cấp thông tin
đánh giá lại các cái kết quả xét nghiệm. Bởi vì nhiều khi thì chúng ta sẽ thấy là trong một cái quá trình chúng ta đánh giá thì chúng ta sẽ tìm ra được là có bao nhiêu cái trường hợp không phù hợp lâm sàng. Và chúng ta, nếu như chúng ta tìm được có những cái trường hợp không phù hợp lâm sàng, chúng ta có thể tìm được nguyên nhân. Nhưng những cái trường hợp không phù hợp lâm sàng mà không tìm được nguyên nhân thì chúng ta cũng cần nốt lại, để chúng ta sau đấy trong cái quá trình mà chúng ta làm, chúng ta sẽ xem xét. Nhiều khi đó cũng là một cái phần mà đánh giá cái thuốc thử đó. Và vai trò của phòng xét nghiệm, thứ nhất là yếu tố tiền phân tích thì phải chuẩn bị cho bệnh nhân lấy mẫu và sự thay đổi TSH. Chúng ta biết được cái nhịp sinh học, tình hình sử dụng thuốc và các vấn đề kỹ thuật liên quan đến tiền xét nghiệm. Thế các yếu tố phân tích thì chúng ta sẽ thấy là sự hiệu chỉnh thiết bị và các cái dụng cụ, rồi các cái phản ứng chéo và gây nhiễu các cái kháng thể vân vân. Thì trong này chúng ta sẽ có một số cái phần mà chúng ta có thể làm được luôn. Đấy là vấn đề chúng ta hiệu chỉnh thiết bị hoặc là chúng ta thực hiện nội kiểm vân vân. Còn một số các cái phần mà chúng ta sẽ rất khó để chúng ta phản tìm được thì đấy là tìm được cái khoảng các cái phản ứng chéo như trên ấy, thì chúng tôi cũng đã nói rồi là chúng ta sẽ phải ghi lại. Vì đôi khi trong cái mà nhất là chúng tôi thấy là kinh nghiệm ấy, thì một cái phòng xét nghiệm mà chúng ta có 2-3 cái thiết bị chẳng hạn, thì khi mà chúng ta thực hiện trên cái thiết bị này mà chúng ta thấy là có không sự không phù hợp, chúng ta không tìm được nguyên nhân, mà chúng ta thực hiện sang một cái thiết bị khác, thì có thể những cái yếu tố gây nhiễu ấy, chúng ta sẽ thấy rằng nó có thể bị nhiễu đối với cái loại thuốc thử này bằng phương pháp này, nhưng nó khi sang cái thuốc thử khác nó sẽ không gây nhiễu và không bị ảnh hưởng bởi các cái thuốc thử khác. Chính vì vậy cho nên là khi một cái phòng xét nghiệm cũng có nhiều cái loại thiết bị để đối chứng thì cũng rất là tốt. Và ngoài ra thì các cái yếu tố phân tích khác như các cái lỗi của list hoặc là các cái lỗi đường truyền vân vân, thì cái này thì chúng ta, phòng xét nghiệm thì chúng ta có thể xử lý được. Và các cái thông điệp chính là gì? Thứ nhất là các cái nhiễu kết quả xét nghiệm miễn dịch thì thứ nhất là chúng ta thấy là nó không phổ biến ngoại lệ và không có phương pháp nào hoàn toàn không bị nhiễu và thường không được xác định bằng cách việc kiểm tra đảm bảo chất lượng thường quy của phòng xét nghiệm. Một vấn đề nữa là đối với các kết quả xét nghiệm không phù hợp với hình ảnh cận lâm sàng hoặc không phù hợp với các kết quả khác, thì việc xem xét lại cái việc lịch sử lâm sàng, các yếu tố gây nhiễu về sinh lý, các bệnh đồng mắc vân và thuốc là cần thiết. Việc kết nối giữa bác sĩ lâm sàng và phòng xét nghiệm là rất quan trọng để cung cấp các cái dịch vụ chăm sóc có chất lượng cho bệnh nhân. Thì thực ra ở đây thì nhiều khi á, chúng ta sẽ thấy là khi mà các bác sĩ lâm sàng không nhận được một cái kết quả không phù hợp thì thường thì trước kia thì các bác sĩ cũng cứ nói là xem lại cái máy đi, về xem lại cái máy đi, sau kết quả đợt này thế này thế quả. Nhưng mà thực chất ra là cần có cái sự giao tiếp lẫn nhau, vì thực ra cái máy á thì nó không phải là cái vấn đề làm sai kết quả xét nghiệm, và chủ yếu trong cái quá trình vận hành của mình nó mình phải tìm được các cái yếu tố nó làm không phù hợp đến cái kết quả đó, thì cái vấn đề con người nó sẽ quan trọng hơn. Và các cái xét nghiệm miễn dịch đánh giá chức năng tuyến giáp thì chưa được chuẩn hóa một cách hài hòa hóa, tức là cái này tôi cho rằng là việc mà cá thể hóa từng cái cá thể hóa trong cái xét nghiệm tuyến giáp thì cũng không phải giống như thầy Bảy cũng nói đó. Trước đó thì sẽ có những cái trường hợp mà chúng ta cũng không thể giải thích được, hoặc là cái việc mà mình điều trị mà TSH đã xuống rồi hoặc là T4 đã thay đổi rồi nhưng TSH vẫn chưa trở về bình thường, thì nó hoặc thậm chí là có khi vài năm nó cũng vẫn chưa về bình thường được, thì nó vẫn theo cái cá thể của từng người. Và một cái xét nghiệm cho bệnh nhân thì trên cùng một phương pháp xét nghiệm là trong suốt quá trình là quan trọng và nó sẽ hỗ trợ tích cực trong công tác điều trị. Ngoài ra thì cái phương pháp xét nghiệm khoảng tham chiếu các yếu tố gây nhiễu có thể là một cái bẫy trong các cái việc giải thích các cái xét nghiệm đánh giá chức năng tuyến giáp như trên, và luôn luôn phải diễn giải các cái kết quả xét nghiệm trên bệnh cảnh lâm sàng của từng bệnh nhân cụ thể. Vâng, thì đó là những cái phần mà tôi muốn truyền tải tới cái buổi hội thảo về cái tuyến giáp ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Minh Hiền. Và trong bài vừa trình bày vừa rồi thì có nhắc đến một vài ý kiến tham luận từ thầy Trân đúng không ạ? Và sau đây thì em xin mời thầy Trân sẽ có thêm một vài ý kiến tham luận. Em kính mời thầy.
Trước hết thì xin cảm ơn hai báo cáo viên là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Bảy và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Hiền. Chúng ta hôm nay rất là may mắn được gặp hai chuyên gia hàng đầu, một chuyên gia hàng đầu về lâm sàng. Chúng ta biết là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Bảy là đến từ là thầy là trưởng khoa nội tiết của bệnh viện Bạch Mai, và chúng ta biết bệnh viện Bạch Mai luôn luôn là bệnh viện tuyến cuối và nơi tập trung của tất cả các thầy, các cái chuyên gia giỏi nhất trong cả nước. Điều đấy thì chúng ta chắc chắn là chúng ta phải thừa nhận rồi. Cái thứ hai là một chuyên gia về xét nghiệm là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Hiền, cô là trưởng khoa hóa sinh của bệnh viện Thanh Nhàn, nhưng mà không phải chỉ là trưởng khoa hóa sinh bệnh viện Thanh Nhàn, cô còn là chuyên gia đánh giá viên hàng đầu của BOA, rồi thì của Sở Y tế Hà Nội, đồng thời cô cũng là giảng viên của Trường Đại học Y tế Công cộng. Thì chúng ta rất may mắn có được hai chuyên gia hàng đầu như vậy. Và sau đây thì chúng ta tiếp tục theo chương trình thảo luận. Xin mời tất cả các quý đồng nghiệp cũng như là các quý học viên, nếu có những câu hỏi nào thì hãy khẩn trương nhắn tin gửi đến ban tổ chức. Và đây rồi, tôi đã nhận được một số câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là dành cho tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Bảy. Thưa thầy, xin thầy chia sẻ kinh nghiệm điều trị thuốc kháng giáp ở phụ nữ có thai và cho con bú ạ. Để xin mời thầy. Vâng, cảm ơn ạ. Chúng ta thấy là có hai cái giai đoạn đấy là phụ nữ có thai và cho con bú. Nếu mà phụ nữ có thai thì nếu sử dụng thuốc kháng trạng tổng hợp thì người ta khuyến cáo là trong vòng 14 tuần đầu tiên, tức là tương ứng với lại 3 tháng đầu, chúng ta nên sử dụng là nhóm thiouracil, mà cụ thể là P2. Và sau tuần, bởi vì tại sao là như thế? Bởi vì người ta cho rằng là P2 nó ít qua nhau thai hơn và an toàn hơn cho cái thai, đặc biệt là trong 3 tháng đầu khi mà hình thành các cơ quan. Còn sau tuần 14 thì người ta khuyến cáo là chúng ta sẽ sử dụng thiouracil, vì chúng ta đều biết là imidazole thì nó an toàn hơn cho gan và cũng như là an toàn hơn so với lại P2. Cái thứ hai chúng ta sẽ phải lưu ý đấy là mục tiêu điều trị. Thì người ta khuyến cáo là nếu như ở người bình thường chúng ta sẽ mục tiêu điều trị là phải tia sát về bình thường, nhưng ở phụ nữ có thai thì mục tiêu là FT4 sẽ ở mức cao của bình thường, bởi vì để tránh là chúng ta điều trị quá tích cực, đưa tia sát về bình thường hoặc FT4 thấp hơn thì nó sẽ dẫn đến là có nguy cơ mẹ sẽ bị nguy cơ suy giáp, và suy giáp đó nó có thể ảnh hưởng đến thai, vì chúng ta đều biết là trong 3 tháng đầu thì cái thai nó chưa có tuyến giáp, cho nên bị thiếu hormone, cho nên nếu bị suy giáp trong 3 tháng đầu nguy cơ dị tật rất là cao. Thế còn đối cũng phải chú ý một chút nữa là trong 3 tháng cuối thì thông thường các bệnh nhân là sẽ ổn định, tức là bệnh cường giáp, cụ thể là ba đôi ở phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu xuống bùng lên, 3 tháng giữa tạm ổn và 3 tháng cuối rất nhiều bệnh nhân là sẽ đạt được cái mục tiêu, tức là FT4 ở trong giới hạn bình thường và tê sát có thể vẫn thấp và chúng ta có thể ngừng thuốc được. Và lưu ý các bạn một cái mốc là trong 3 tháng cuối chúng ta nên làm TRAB để tiên lượng là cái khả năng thai có bị cường giáp hay không. Còn đối với phụ nữ có thai và cho con bú cho đến thời điểm này thì các quan điểm người ta cho rằng là chúng ta có thể dùng thuốc kháng trọng tổng hợp nào cũng được, imidazole hoặc là thiouracil đều được. Vì nó qua nhau thai với cái lượng rất là ít và hầu như không có ảnh hưởng. Chỉ có một lưu ý một chút là chúng ta nên cho uống thuốc vào sau cái thời điểm cho con bú. Thế thôi ạ. Xin hết ạ. Xin cảm ơn câu trả lời của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Bảy. Chúng ta lại đến câu hỏi tiếp theo. Thưa thầy cô, xét nghiệm TSH có thay đổi theo thời gian lấy máu không ạ? Máu lấy buổi sáng và máu lấy buổi chiều thì sẽ thay đổi kết quả xét nghiệm phải không? Trường hợp người bệnh chỉ dùng thuốc levothyroxin hàng ngày, không dùng bất cứ thuốc nào khác. Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Hiền ạ. Như trên thì tôi cũng đã nói rồi ạ. Cái thời gian TSH sẽ thay đổi theo chu kỳ sinh học, và thời gian chắc chắn là thời gian khi lấy máu vào buổi sáng và buổi chiều hoặc buổi tối nó cũng sẽ có thay đổi. Thế và thường buổi sáng thì khi mà cho nên khi mà chúng ta lấy mẫu xét nghiệm ấy, thì chúng ta nên theo dõi cùng một thời điểm. Bạn có thể lấy vào tất cả vào buổi sáng, tháng này cũng buổi sáng, tháng sau cũng buổi sáng, để chúng ta theo dõi cái kết quả điều trị. Và còn nếu như chúng ta muốn lấy máu buổi tối hoặc buổi chiều để chúng ta thay đánh giá cái hoạt độ, tức là cái biến đổi sinh học, thì chúng ta nên thì chúng ta lấy để chúng ta theo dõi thôi. Còn đa phần thì chúng ta nên lấy cùng một thời điểm. Rồi, và như vậy thì câu trả lời của cô là tương đối rõ ràng, và chúng ta biết được rằng là không phải chỉ TSH mà tất cả các hormone thì đều có cái chu kỳ, cái nhịp sinh học cả, nhịp sinh học trong ngày, theo ngày, ngày đêm, rồi thì theo mùa vân vân, cho nên là
cô cũng đã khuyến cáo chúng ta là đã lấy máu xét nghiệm thì nên lấy máu trong cùng một thời điểm. Rồi câu hỏi tiếp theo tôi đã nhìn thấy đôi rồi. Trong nhóm kháng thể tự miễn như là anti-TPO, anti-TG, anti-TSH, kháng thể nào đặc hiệu cao nhất và đặc trưng cho nhóm bệnh nào? Xin cảm ơn. Đây là một câu hỏi tương đối rộng. Tuy nhiên là cũng xin mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Bảy xin thầy chia sẻ cho các cái xét nghiệm kháng thể tự miễn. Nhưng mà đây là trong bệnh lý tự miễn của tuyến giáp thôi. Xin mời thầy ạ. Vâng, tôi xin trả lời cái đầu tiên là anti-TSH, tức là chúng ta vẫn quen gọi là TRAB, thì nó thường đặc hiệu cho bệnh Bardet-Biedl. Trước đây người ta cho rằng là 100% các bệnh nhân Bardet-Biedl đều có tăng TRAB, nhưng thực chất thì không đúng. Đã ước tính khoảng độ 96-98% có tăng TRAB. Và các bạn lưu ý cho là TRAB thực chất nó có 3 nhóm, tức là có nhóm kích thích, có nhóm ức chế và có nhóm trung tính. Trên là tăng TRAB không đồng nghĩa với câu chuyện là bệnh nhân sẽ bị cường giáp, nhưng nó tương đối là đặc hiệu. Tuy nhiên nếu mà nó tăng cái TRAB mà nhóm ức chế thì khả năng là về sau bệnh nhân lại có thể chuyển thành suy giáp. Để chúng ta đều biết rất nhiều bệnh nhân có cường giáp lại chuyển thành suy giáp. Đối với anti-TPO thì nó thường được chỉ định để chẩn đoán các bệnh nhân viêm tuyến giáp mãn tính, hay còn gọi là viêm tuyến giáp mãn tính Hashimoto, và một phần nào đó anti-TG cũng được chỉ định, nhưng mà anti-TPO thì cái mức độ đặc hiệu nó cao hơn. Nhưng mà anti-TPO và anti-TG có hai cái điều lưu ý. Thứ nhất là nó có thể tăng mà bệnh nhân không bị bệnh viêm tuyến giáp mãn tính. Và cái thứ hai, cái thứ hai nữa là bệnh nhân có thể có viêm tuyến giáp mãn tính nhưng không cần phải điều trị. Và ngược lại có một cái tỷ lệ nhỏ, tức là các bệnh nhân bị viêm tuyến giáp mãn tính nhưng anti-TPO và anti-TG lại hoàn toàn có thể bình thường. Cho nên cái đó nó cái độ đặc hiệu nó sẽ tương đối là thấp hơn so với TRAB trong bệnh Bardet-Biedl. Xin hết ạ. Xin cảm ơn câu trả lời của thầy tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Bảy. Thầy tôi nghĩ rằng thầy rất là có kinh nghiệm trong vấn đề điều trị bệnh lý tuyến giáp, và đặc biệt là không phải chỉ những cái xét nghiệm về đánh giá chức năng tuyến giáp mà còn nữa là những cái xét nghiệm trong bệnh lý tự miễn. Thì chúng ta biết là trong bệnh lý tự miễn không phải chỉ tuyến giáp mà trong tất cả các cơ quan tổ chức khác nữa. Thì gần đây sau cái dịch COVID thì chúng ta thấy vấn đề bệnh lý tự miễn cũng đang là một vấn đề thời sự. Và hôm nay thì trong khuôn khổ nội dung thì chúng ta chỉ đề cập đến các cái xét nghiệm của bệnh lý tự miễn tuyến giáp thôi. Và thầy cũng đã giải thích rất rõ về cái giá trị hay là cái chỉ định của ba cái loại xét nghiệm này. Xin cảm ơn thầy và cảm ơn câu hỏi. Câu hỏi tiếp theo lại dành cho thầy Bảy, mà quả là thầy rất là hot ngày hôm nay. Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định hội chứng kháng TSH là gì ạ? Xin mời thầy. Vâng, đây là một trường hợp rất là khó, chúng ta không gặp nhiều. Đa phần trong ngành lâm sàng chúng tôi gặp một số ca chủ yếu là trẻ em, và cái này chúng tôi chẩn đoán đều gọi là dựa vào những cái chúng ta có thể làm được. Nếu chúng ta thấy là bệnh nhân có FT4, FT3 có thể tăng cao, TSH của bệnh nhân cũng tăng nhưng mà không nhiều, và thường là cái đứa trẻ đó nó hay có bệnh cảnh, tức là nó tương đối là kiểu chúng ta gọi là nghịch, và nhịp tim nó có thể nhanh trong trạng thái kích động giống như cường giao cảm. Thế còn chẩn đoán thì bắt buộc là chúng ta phải làm được cái xét nghiệm gen, tức là có đột biến cái thụ thể beta hoặc là alpha của cái thụ thể của hormone tuyến giáp ở các mô ngoại vi. Thì chúng ta không ở Việt Nam chúng ta theo tôi được biết là có thể làm được nhưng mà không phải là làm đại trà. Xin hết ạ. Xin cảm ơn thầy. Thầy rất là bận rộn bởi vì những câu hỏi có lẽ là phần lớn các quý vị cũng như là các quý học viên ấy là tập trung nhiều về vấn đề điều trị, cho nên lại có thêm một câu hỏi nữa. Kính thưa thầy, xin thầy chia sẻ việc dùng LT4 để giảm kích thước khối u giáp lành tính ạ. Vâng, quan điểm tôi nói trả lời rất ngắn gọn là không có chỉ định dùng LT4 để điều trị các khối u giáp lành tính. Bởi vì cho đến nay chúng ta không thấy có cái bằng chứng rõ ràng, cho nên là các bạn không nên điều trị. Vâng, xin cảm ơn thầy. Xin thầy đừng hạ mic vội bởi vì lại câu hỏi nữa cho thầy. Thưa thầy, cho em hỏi bệnh nhân điều trị Bardet-Biedl bằng thuốc kháng giáp tổng hợp, khi nào có thể dừng thuốc và theo dõi sau dừng thuốc như thế nào ạ? Vâng, đây là một vấn đề rất là khó các bạn ạ. Bởi vì cho đến nay thì người ta nói là không có yếu tố nào có khả năng là tiên lượng, duy nhất là dự báo là một cái bệnh nhân Bardet-Biedl đó có khả năng là khỏi hoặc ngừng thuốc được hay không. Vì chúng ta đều biết là Bardet-Biedl thì cái phương án chủ yếu ở Việt Nam chúng ta lựa chọn là điều trị bằng nội khoa. Và điều trị nội khoa thì tỷ lệ tái phát hoặc là không đáp ứng nó lên đến từ 40 cho đến 60%.
thì các bạn sẽ lưu ý là người ta nói là có một tập hợp các yếu tố để dự đoán là bệnh nhân này có thể đã ổn định và chúng ta có thể ngừng thuốc được. Ví dụ như là bệnh nhân bị bệnh cường giáp lần đầu, biếu cổ nhỏ, đáp ứng với điều trị khá là tốt, tế sát đã về bình thường rồi, TRAB đã giảm xuống và giảm cái ngưỡng thường chúng tôi coi, tức là nó dưới 3 lần của cái giá trị trên của bình thường bệnh nhân. Và một cái rất là điều đáng các bạn chú ý đó là trước khi quyết định ngừng thuốc bao giờ chúng tôi cũng hỏi là bệnh nhân, cái cuộc sống bệnh nhân như nào, có bị stress, có bị chấn động sang chấn tâm lý, có mất ngủ, lo lắng gì hay không. Bởi vì nếu chúng ta cho ngừng thuốc mà bệnh nhân người ta vẫn có các stress tâm lý thì cái rất dễ là tuyến giáp nó lại tăng hoạt động để nó chống đỡ lại các stress đó và có thể lại xuất hiện cái cường giáp trở lại. Thì đó là một số các cái yếu tố mà chúng ta tiên lượng. Và nếu chúng ta thấy tất cả yếu tố đó tiên lượng là tốt rồi và thời gian điều trị đã đủ rồi, đủ đây là cái gì? Thông thường là khoảng độ ít nhất là 12 tháng, nếu không 18 hoặc là 24 tháng, thì chúng ta cân nhắc cái chuyện là ngừng thuốc. Nhưng mà khi ngừng thuốc chúng ta lưu ý là khi chúng ta đang dùng cái liều kháng tràng tổng hợp thấp nhất, có thể một viên một ngày hoặc kinh nghiệm chúng tôi có thể là cách ngày. Và lúc đó thì thông thường tất cả người ta khuyến cáo là vì là nếu bệnh nhân ngừng thuốc thì cái khả năng các nghiên cứu chúng tôi thực hiện là tỷ lệ tái phát rất cao trong năm đầu tiên, đặc biệt là trong 6 tháng đầu tiên. Cho nên chúng ta sẽ phải, sau khi ngừng thuốc thì bệnh nhân sẽ phải đi khám lại sau 1 tháng. Nếu 1 tháng ổn thì giãn ra thành 2 tháng, sau đó 4 tháng, 6 tháng. Và chúng ta sẽ theo dõi mỗi 6 tháng trong vòng khoảng độ 3-5 năm. Thì lúc đó chúng ta có thể an tâm và lúc đó có thể cho bệnh nhân dặn là đi theo dõi 1 năm 1 lần. Xin hết ạ. Thật tuyệt vời, câu trả lời của thầy rất rõ ràng, rất cụ thể và rất dễ hiểu. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian cho nên là các quý đồng nghiệp hoặc là các quý vị học viên nếu có câu hỏi nào thì lại tiếp tục gửi cho ban tổ chức. Tôi lại nhìn thấy một câu hỏi tiếp theo, kính gửi thầy cô, nếu các xét nghiệm T3, T4, FT3, FT4, TSH được làm tại lab A và nghi ngờ bất thường vào buổi sáng khi bệnh nhân sang lab B làm lại trong cùng một ngày, kết quả không giống như sáng nay của lab A, vậy chúng ta nên xử trí như thế nào khi trả kết quả cho bệnh nhân? Câu này thì xin kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Hiền, xin mời cô chia sẻ kinh nghiệm. Cảm ơn thầy, cảm ơn câu hỏi của bạn, vì cái câu hỏi gặp ở rất nhiều phòng xét nghiệm và cũng nhiều lần tôi cũng phải đi trả lời về vấn đề này. Và thậm chí là phải có cả những cái buổi sinh họp và có cả những cái, tôi muốn nói là thậm chí là thư hoặc là gọi là thư kiện thì người ta cũng có, vì là sẽ không giống nhau ở phòng xét nghiệm này với phòng xét nghiệm khác. Và cũng chạy lại câu hỏi của bạn, câu trả lời của bạn là nếu như cái thời điểm khác mà chúng ta xét nghiệm lại giống hệt cái thời điểm mà người ta làm phòng khám A thì cái đấy mới là không bình thường. Bởi vì là khi phòng khám A, phòng xét nghiệm A làm vào lúc 8 giờ sáng và một cái chỉ số này, nhưng mà trong cùng ngày lại sang cái buổi chiều lại đi làm ở phòng xét nghiệm B mà kết quả lại giống hệt phòng xét nghiệm A thì tôi nghĩ đấy là không bình thường. Còn nó không giống như phòng khám A, xét nghiệm A là cái chuyện rất bình thường. Vì chúng ta sẽ thấy rằng là cái thời điểm khác nhau, kết quả nó sẽ khác nhau. Đúng như trên tôi đã nói là các cái hormone, kể cả hormone hay các chất chuyển hóa hay là rất rất nhiều các cái xét nghiệm sinh hóa nó cũng sẽ thay đổi theo cái chu kỳ sinh học trong ngày. Thế thì chúng tôi, bởi vì ở đây bạn cũng không nói chi tiết, thế nhưng mà tôi cũng phải giải thích và trả kết quả như thế nào. Thì tại thời điểm mình làm kết quả như thế nào, mình trả kết quả như thế. Vì mình làm tại thời điểm lúc buổi sáng và cái thời có giờ nhận mẫu, giờ trả kết quả. Mình lấy máu vào buổi sáng, mình trả kết quả buổi sáng. Còn thì là cái kết quả nó là buổi sáng, còn khi mình làm buổi chiều thì mình trả kết quả buổi chiều. Nhưng khi mà bạn muốn nói rằng là nếu như có cái sự không phù hợp lâm sàng, ví dụ như cả trong một trong hai phòng xét nghiệm này có cái kết quả không phù hợp lâm sàng, thì lúc đấy chúng ta cần phải trao đổi với cả các cái nhà lâm sàng để chúng ta tìm cái nguyên nhân không phù hợp lâm sàng là gì. Và chúng ta cũng không thể kỳ vọng là ở các phòng xét nghiệm khác nhau, ở thời điểm khác nhau chúng ta sẽ ra một cái kết quả khác nhau, bởi vì chúng ta có các cái máy thiết bị khác nhau và có các cái phương pháp xét nghiệm để ra các cái hormone này khác nhau. Đó, thì cho nên là cái khoảng tham chiếu ở thiết bị này nó cũng khác so với cái khoảng tham chiếu ở thiết bị khác. Đó. Tôi không biết là cái cách trả lời như vậy thì cũng đã làm... Vâng, riêng tôi thấy câu trả lời rất là rõ ràng rồi. Tức là ngay cả một mẫu máu thôi, chính cái mẫu đấy mà chúng ta mang sang phòng xét nghiệm khác, chúng ta kiểm tra thì rất có thể nó đã khác nhau rồi. Huống hồ là chúng ta lấy trên bệnh nhân và ở bệnh nhân đấy lại hai thời điểm, chúng ta lấy buổi sáng và lấy buổi chiều, đúng không ạ? Và gần đây thì chúng ta biết là từ năm 2017 thì Bộ Y tế đã có cái quyết định 2429 để rồi sau đó chúng ta liên thông kết quả xét nghiệm
liên thông kết quả xét nghiệm. Nhưng mà rồi vấn đề chúng ta luôn luôn tranh cãi đấy chính là khoảng tham chiếu. Thì khoảng tham chiếu ấy thì người ta luôn luôn khuyến cáo là mỗi phòng xét nghiệm phải xác nhận hoặc là phải thiết lập một cái khoảng tham chiếu cho cái phòng lab của mình, và không phải phòng lab nào có cái giá trị tham chiếu cũng giống nhau. Cho nên cái câu trả lời của cô thì tương đối rõ ràng, cụ thể rồi. Đặc biệt là cô trả lời là thôi có kết quả như thế nào chúng ta trả như vậy. Bởi vì sao? Rõ ràng là chúng ta đã có nội kiểm này, có ngoại kiểm này, và chúng ta biết được cái chất lượng xét nghiệm hàng ngày của chúng ta rồi. Vậy chúng ta hãy tự tin trả kết quả. Xin cảm ơn câu hỏi và đặc biệt là câu trả lời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Hiền. Tôi lại thấy có câu hỏi tiếp theo. Cho em hỏi, mình xây dựng khoảng tham chiếu riêng cho phòng xét nghiệm dựa theo nhà sản xuất hay dựa theo tài liệu nào ạ? Tôi vừa đề cập đến xây dựng khoảng tham chiếu thì ngay lập tức có câu hỏi về khoảng tham chiếu nhé. Xây dựng khoảng tham chiếu dựa theo nhà sản xuất hay dựa theo tài liệu nào ạ? Thì chúng ta biết rằng là có hai cái, một là verification và validation. Nếu validation tức là thiết lập hoàn toàn một khoảng tham chiếu mới thì phần lớn các phòng xét nghiệm của chúng ta là không có năng lực để làm. Cho nên phần lớn là chúng ta lấy khoảng tham chiếu ở trong tờ pack insert đấy của các cái hãng sản xuất thuốc thử. Bây giờ phần lớn các cái phòng lab ở Việt Nam đều phải làm như vậy. Sau đó thì khi chúng ta đã có được cái khoảng tham chiếu cái của công bố của nhà sản xuất rồi, chúng ta về sẽ xác nhận lại. Và khi xác nhận lại thì chúng ta lại theo cái tài liệu của CNSI, người ta hướng dẫn rất cụ thể xác nhận lại. Có cái quy trình xác nhận khoảng tham chiếu thì phần lớn hay là 100% các cái phòng xét nghiệm mà theo ISO 15189 hoặc là theo CAP hoặc là thậm chí là theo 2429, chúng ta đều phải có một cái quy trình gọi là quy trình xác nhận khoảng tham chiếu. Và rồi thì cái câu trả lời chính xác nhất là phải dựa vào cái tài liệu pack insert của nhà sản xuất, và thứ hai là theo cái tài liệu hướng dẫn của CNSI. Xin cảm ơn câu hỏi cũng rất là hay, và như tôi nói lúc đầu là xác nhận khoảng tham chiếu hay là thiết lập khoảng tham chiếu là vấn đề vẫn là luôn luôn tranh cãi. Xin cảm ơn câu hỏi. Chúng ta lại có câu hỏi tiếp theo. Thầy cô cho em hỏi một trường hợp của đồng nghiệp em, nữ 36 tuổi, câu này thì chắc là dành cho tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Bảy. Xét nghiệm hormone tuyến giáp 5 tháng liên tục, kết quả T3, FT4 đều bình thường, TSH tăng nhẹ, nhưng đều dưới 10, dao động từ 4,6 đến 6,1. TG bình thường, anti-TG rất cao, dao động 1.000 đến 2.000. Anti-TPO cũng cao, 200 đến 600. Siêu âm không có tăng sinh mạch máu, không có nhân tuyến giáp. Lâm sàng không có triệu chứng gì bất thường. Thầy cô cho em hỏi trường hợp này mình chẩn đoán như thế nào và hướng theo dõi điều trị tiếp theo ạ. Xin kính mời thầy. Vâng, trường hợp này rất nhiều khả năng là bệnh nhân bị viêm tuyến giáp mạn tính Hashimoto. Và chúng ta đều biết rồi, viêm tuyến giáp mạn tính Hashimoto là nguyên nhân phổ biến nhất gây suy giáp rõ cũng như là suy giáp dưới lâm sàng. Và trường hợp này với kết quả xét nghiệm đấy, chúng ta có thể chẩn đoán đấy là một suy giáp dưới lâm sàng. Và như trong cái bài báo cáo của tôi có trình bày thì theo cái hướng dẫn của Hội tuyến giáp Hàn Quốc năm 2023 thì nếu TSH trường hợp này dưới 10 chúng ta có thể không điều trị, và bệnh nhân này thì chúng ta có thể không điều trị trừ khi là bệnh nhân này người ta có ý định có thai thì chúng ta sẽ điều trị, còn nếu không thì chúng ta sẽ theo dõi. Và bạn cũng đừng làm xét nghiệm nhiều quá, 3 tháng hoặc 6 tháng trở ra thì các bạn hãy làm xét nghiệm một lần. Nhân tiện tôi cũng nói luôn chỗ này một chút là trong trường hợp này các bạn tuyệt đối không điều trị corticoid. Nhiều trường hợp là đang ở rất nhiều tuyến chúng tôi thấy là chẩn đoán tuyến giáp mạn tính Hashimoto vì các bạn cho là bệnh tự miễn, các bạn đánh corticoid. Cái thứ hai là anti-TG cao trong trường hợp này thì cũng đừng có hoảng. Nhiều trường hợp lại nghĩ ngay là đến là ung thư tuyến giáp và rất là hốt hoảng, thì hai cái đó là cái hai cái sai lầm. Thì cũng nhân tiện lợi dụng cái diễn đàn này thì tôi cũng chia sẻ một chút cái thông điệp như thế. Xin hết ạ. Cảm ơn ạ. Xin cảm ơn thầy có câu trả lời rất là hay, và đặc biệt thầy đưa ra cái chẩn đoán rất là nhanh. Đặc biệt là cái lời khuyên bởi vì chúng ta biết là nếu mà chẩn đoán Hashimoto, chẩn đoán bệnh tự miễn ấy thì ngay lập tức người ta có thói quen kê corticoid, mà chúng ta biết là corticoid rất dễ bị lạm dụng. Và thầy đã có lời khuyên rất là hay cho chúng ta.